một ngày trước lễ cưới của mình với thiếu gia ôn gia ôn cẩn thần nguyên tư nhã cô con gái lớn của nguyên gia một thiên tài đầu tư đã bỏ trốn khỏi hôn lễ mà không để lại tung tích ôn lão gia vì muốn bảo toàn lợi ích kinh doanh của gia đình nên bất đắc dĩ ép con gái thứ hai nguyên nguyệt nguyệt một vận động viên tài năng phải thay chị gái gả vào ôn gia kể từ khi cha mẹ ly hôn nguyên nguyệt nguyệt đã luôn sống với mẹ cô không ngờ rằng bản thân ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời lại phải thay chị gái kết hôn hơn nữa cô chưa từng gặp và cũng chẳng hiểu biết gì về người chồng tương lai này nên cô vô cùng phản đối vào ngày diễn ra hôn lễ bản thân ôn cẩn thần cũng không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt đã lấy cớ công ty có cuộc họp quan trọng để đến muộn điều này khiến nguyên nguyệt nguyệt người vốn đã bất mãn với cuộc hôn nhân này càng thêm tức giận và bỏ trốn ngay tại hôn lễ khiến hiện trường trở nên hỗn loạn phát huy lợi thế của một vận động viên nguyên nguyệt nguyệt đã chạy trốn thành công khỏi hôn lễ trên đường đi cô cướp một chiếc xe không ngờ người trong xe lại chính là ôn cẩn thần người vừa đến trễ lúc này nguyên nguyệt nguyệt vẫn chưa hề hay biết gì nguyên nguyệt nguyệt chút hết nỗi lòng với ôn cẩn thần nói rằng cô gặp phải kẻ xấu nên mới phải cướp xe bỏ trốn, đồng thời mong ôn cẩn thận rộng lượng đừng đưa cô đến đồn cảnh sát. Khi hai người xuống xe nói chuyện, một người đàn ông lạ mặt đã lẻn vào xe và lái đi mất. Lần này, họ thực sự gặp phải kẻ trộm xe. Không nói hai lời, Nguyên Nguyệt Nguyệt thay giày thể thao và đuổi theo. Chạy tắt qua một con đường nhỏ, cô đã chặn được tên trộm xe thành công. Ôn Cẩn Thần thầm nghĩ cô gái này chắc chắn là vận động viên. Trên đường trở về, Nguyên Nguyệt Nguyệt đã bái Ôn Cẩn Thần làm sư phụ và kể cho anh nghe về hình ảnh ông chồng già nua, xấu xí và tàn bạo mà cô tưởng tượng ra. Cô nói rằng kết hôn không phải là mục đích của cô, cuộc đời chỉ có một lần, cô muốn sống cho bản thân mình hơn, đồng thời hy vọng Ôn Cẩn Thần có thể đưa cô về nhà. Nghe Nguyên Nguyệt Nguyệt miêu tả về mình, Ôn Cẩn Thần vô cùng sửng sốt, anh lại nghĩ rằng cô gái này bỏ trốn chỉ vì muốn về nhà, điều này khiến anh vô cùng khó hiểu. Lúc này, anh vẫn tưởng cô gái trẻ này là Nguyên Tư Nhã, người vợ mà gia đình đã sắp đặt cho mình. Vì một ngày vừa bỏ trốn khỏi hôn lễ, vừa đuổi theo xe nên Nguyệt Nguyệt bị sốt và ngủ thiếp đi. Ôn Cẩn Thần không còn cách nào khác, đành đưa cô về nhà mình. Sau khi Nguyên Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, bố cô đến thuyết phục cô tiếp tục đóng giả nguyên tư nhã ở nhà họ ôn cho đến khi tìm được chị gái nguyên nguyệt nguyệt vô cùng tức giận nhưng cũng đành bất lực đồng ý sau khi gặp quản gia ôn ra trương quý nghi cô suy nghĩ rất lâu và vẫn quyết định bỏ trốn cô nhảy từ tầng 2 xuống và lái một chiếc xe đi trương quý nghi nhìn thấy thiếu phu nhân có thân hình nhanh nhẹn như vậy anh vô cùng kinh ngạc và vội vàng gọi cho ôn cẩn thần lúc này ôn cẩn thần vừa gọi điện thoại với ông nội chủ động nhận lỗi nói rằng mình đã đưa vợ đi trốn anh vội vàng lái xe đuổi theo nguyên nguyệt nguyệt đêm khuya trời mưa Ôn cẩn thận dựa theo định vị của xe, tìm thấy người em gái đóng vai Nguyên Tư Nhã đang hoảng sợ vì gặp tai nạn giao thông. Anh đưa cô về nhà, đưa cho cô một chiếc điện thoại và nói rằng nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Nguyên Nguyệt Nguyệt trở về nhà họ Ôn, cô nghĩ trốn chạy mãi cũng không phải là cách. Ôn cẩn thận không muốn kết hôn, đến giờ vẫn chưa lộ diện, chi bằng cô sẽ thương lượng với anh ta để hủy hôn, như vậy sẽ là vẹn cả đôi đường. Đột nhiên, đèn trong phòng tắt ngúm. Sau khi đèn tắt, Ôn cẩn thận bước vào phòng bằng giọng nói trầm thấp. Nguyên Nguyệt Nguyệt tưởng rằng anh không muốn gặp mình, bèn vội vàng nói về chuyện hủy hôn cho rằng ôn cẩn thần hôm nay cũng bỏ trốn khỏi hôn lễ chắc chắn cũng không muốn kết hôn đồng thời giả vờ nói rằng mình đã có người đàn ông khác bên ngoài nghe vậy ôn cẩn thần liền nói rằng tình cảm có thể vun đắp sau đó cưỡng hôn cô và yêu cầu được gặp mặt người đàn ông kia ôn cẩn thần dường như đã phải lòng nguyên tư nhã giả trên đường lái xe anh liên tục suy nghĩ về người đàn ông kia anh gọi điện cho văn quân thư ký kiêm bạn thân của mình và hỏi liệu con gái bây giờ có thích kiểu đàn ông hoang dã đó không Văn Quân đưa anh đến quán ba để xem người đàn ông hoang dã mà cô ấy nói là như thế nào. Nhìn thấy cảnh tượng nam nữ trong quán ba thân mật, Ôn Cẩn Thần cảm thấy vô cùng khó chịu và cho rằng những người này cần được giáo dục. Nguyên Nguyệt Nguyệt đang đau đầu không biết tìm người đàn ông hoang dã ở đâu thì đột nhiên nghĩ đến người sư phụ mà cô vừa mới nhận. Ngay lập tức cô nảy ra một kế sách. Tại quán ba, Ôn Cẩn Thần vì chuyện người đàn ông kia nên không muốn nghe điện thoại của Nguyên Tư Nhã giả. Anh uống say mềm. Văn Quân không biết Ôn Cẩn Thần và Nguyên Tư Nhã giả vẫn chưa nhận ra nhau nên đã gọi cho Nguyên Tư Nhã giả đến đón anh. Nguyên Nguyệt Nguyệt đến quán bar, Uông Cẩn Thần đang say xỉn và chụp rất nhiều ảnh. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Nguyệt Nguyệt, người vẫn nghĩ sư phụ là cấp dưới của chồng mình ôn Cẩn Thần, đã dùng những bức ảnh chụp tối qua để uy hiếp, mong anh ta giả làm người đàn ông hoang dã của mình để gặp ôn Cẩn Thần, sư phụ ôn Cẩn Thần vui vẻ đồng ý. Tại công viên, sư phụ và Nguyên Nguyệt Nguyệt đợi mãi mà không thấy ôn Cẩn Thần đâu. Khi Nguyên Nguyệt Nguyệt đi vệ sinh, cô tình cờ gặp Ôn Lương Dạ, anh trai của ôn Cẩn Thần. Cô tưởng nhầm anh ta là ôn Cẩn Thần nên đã đi theo anh, hóa ra Nguyên Nguyệt Nguyệt và chị gái Nguyên Tư Nhã trông giống hệt nhau. Ôn Lương Dạ tạm thời nhầm lẫn Nguyệt Nguyệt là Nguyên Tư Nhã. Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng không hề hay biết chuyện này. Hai người cãi nhau trên xe. Sau đó Nguyệt Nguyệt bị bỏ lại trên đường. Ôn cẩn thận nhìn thấy bóng lưng Ôn Lương Dạ đưa Nguyên Tư Nhã giả đi. Anh nhận ra anh trai mình đã đến nên vội vàng gọi điện thoại tìm người. Sau đó anh đã đón Nguyên Tư Nhã giả từ trên đường và đưa cô ấy về nhà họ Ôn. Ôn cẩn thận nhất quyết bế Nguyên Tư Nhã giả lên lầu. Lúc này Nguyên Nguyệt Nguyệt không biết chuyện gì đang xảy ra, lo sợ sẽ gây rắc rối cho cả hai nên vội vàng từ chối. Trương Quý Nghi nhìn thấy cậu chủ và thiếu phu nhân có những hành động kỳ quái, anh vô cùng ngạc nhiên nhưng không dám nói gì. Tối hôm đó, Ôn Lương Dạ và Nguyên Tư Nhã gặp nhau, hai người có những cử chỉ thân mật. Ôn Lương Dạ nói rằng hôm nay anh đã gặp Nguyên Nguyệt Nguyệt và khen cô ấy rất đáng yêu. Nguyên Tư Nhã nói rằng em gái cô là người vô tội, mong anh đừng nhắm vào cô ấy. Ôn Lương Dạ vui vẻ đồng ý. Trương Quý Nghi hỏi Ôn Cẩn Thần định che giấu thân phận đến bao giờ. Ôn Cẩn Thần trả lời rằng anh cảm thấy như vậy rất thú vị, tạm thời chưa muốn nói cho Nguyên Tư Nhã giả biết sự thật. Trương Quý Nghi dạy cho Ôn Cẩn Thần cách để chiếm được cảm tình của con gái. Nguyên Lão ra tìm đến Nguyên Nguyệt Nguyệt, mong cô có thể thay Nguyên Tư Nhã tham dự lễ tốt nghiệp. Mặc dù Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn không muốn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tại trường học, cô gặp lại Tu Chiết, người anh trai có mối quan hệ rất tốt với hai chị em. Nguyệt Nguyệt rất thích Tu Chiết, còn Tu Chiết dường như có cảm tình với Nguyên Tư Nhã hơn. Tu Chiết đưa Nguyệt Nguyệt đến nhà hàng ăn cơm, tình cờ gặp Ôn Cẩn Thần, nhìn thấy hai người thân mật, cười nói vui vẻ. Ôn Cẩn Thần vô cùng ghen tuông và đã hôn Nguyên Nguyệt Nguyệt trước mặt mọi người. bị cưỡng hôn. Nguyên Nguyệt Nguyệt tắt ôn cẩn thận một cái rồi vội vàng bỏ đi, trở về nhà họ Ôn, Trương Quý Nghi làm theo lời Ôn Cẩn Thần, tắt hết đèn trong nhà. Sau đó, Ôn Cẩn Thần giả giọng nói của đêm hôm đó để gặp Nguyên Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt không hiểu nổi sở thích của Ôn Cẩn Thần là gì, mỗi lần gặp mặt đều là vào ban đêm tối om, cô chưa từng được nhìn thấy mặt mũi anh ta ra sao. Cô thẳng thắn nói rằng mình không muốn tiếp tục sống như vậy nữa, mỗi giây phút ở nhà họ Ôn đều khiến cô cảm thấy không thoải mái, đây không phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Ôn Cẩn Thần nói có thể hủy hôn ước, nhưng Nguyên Tư Nhã giả phải bồi thường một triệu tệ. Hai người mặc cả qua lại, cuối cùng quyết định bồi thường 10 vạn tệ. Ôn Cẩn Thần nghĩ rằng Nguyên Tư Nhã Giả muốn có được tình yêu thuần khiết, anh hy vọng có thể dùng hành động thiết thực của mình để chứng minh cho cô thấy tình cảm của anh dành cho cô không liên quan gì đến danh lợi hay lợi ích gia tộc. Việc đưa ra yêu cầu bồi thường hủy hôn chỉ là muốn nhân lúc Nguyên Tư Nhã Giả chưa kiếm đủ 10 vạn tệ, cố gắng để cô ấy phải lòng mình. Tuy nhiên, Ôn Cẩn Thần đột nhiên hối hận vì yêu cầu 10 vạn tệ là quá ít, cô ấy có thể sẽ sớm kiếm đủ số tiền này. Nguyên Nguyệt Nguyệt thay chị gái tham dự lễ tốt nghiệp, sau khi buổi lễ kết thúc, hiệu trưởng tìm đến cô nói rằng hôm nay có một cựu học sinh ưu tú đã tốt nghiệp nhiều năm quay lại trường thăm hỏi, mong Nguyên Từ Nhã giả có thể làm hướng dẫn viên. Nguyệt Nguyệt đồng ý, nhưng cô không ngờ rằng người đến lại chính là sư phụ của mình, Ôn Cẩn Thần. Không còn cách nào khác, Nguyên Nguyệt Nguyệt đành dẫn sư phụ đi dạo loanh quanh trong trường, địa ra đủ loại câu chuyện để lừa gạt anh. Nguyên Nguyệt Nguyệt bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền trục lại tự do cho mình. Cô đến nhà hàng của Bùi Tu chết làm phục vụ, vừa kiếm tiền, vừa được ở bên cạnh người mình thích, thật là thoải mái. Hôm đó, Ôn Cẩn Thần đến nhà hàng này để bàn công việc với khách hàng nhìn thấy nguyên tư nhã giả đang làm việc biết được mức lương của cô là năm nghìn tệ cộng thêm tiền boa rất nhanh sẽ kiếm đủ 10 vạn tệ nên đã yêu cầu bùi tu chết đuổi việc cô bùi tu chết từ chối ôn cẩn thần cho rằng môi trường làm việc ở nhà hàng phức tạp không an toàn yêu cầu nguyên tư nhã nghỉ việc và đến công ty của mình làm việc với mức lương gấp đôi nhưng nguyên nguyệt nguyệt không đồng ý ôn cẩn thần về nhà đưa cho trương quý nghi một tấm thẻ đen nhờ anh chuyển cho nguyên tư nhã giả nguyên nguyệt nguyệt nghĩ rằng sư phụ đã nói cho ôn cẩn thần biết chuyện cô đang làm việc ở nhà hàng nên anh ta mới đưa thẻ cho cô lúc này Ôn Cẩn Thần lại không hiểu vì sao mình đã làm rõ ràng như vậy mà Nguyên Tư Nhã giả vẫn không nhận ra sư phụ của cô chính là Ôn Cẩn Thần. Nguyên Nguyệt Nguyệt và Bùi Tu Chiết tiếp tục điều tra tung tích của Nguyên Tư Nhã. Được biết cô ấy đã mua một vé máy bay đến Singapore sau đó hủy vé. Cả hai phỏng đoán rằng Nguyên Tư Nhã vẫn chưa rời khỏi thành phố Văn Đạt. Nguyệt Nguyệt bắt đầu nghi ngờ liệu chị gái mình cố tình bỏ trốn và lần tránh mọi người. Ở một nơi khác, Nguyên Tư Nhã và Ôn Lương Dạ đang tình trạng ý thiếp. Ôn Lương Dạ hứa hẹn rằng không lâu nữa, sau khi anh ta lật đổ được Ôn Cẩn Thần, anh ta sẽ đường đường chính chính cưới cô về làm vợ nguyên tư nhã vô cùng cảm động ôn cẩn thần bị bệnh phải nhập viện nguyên nguyệt nguyệt đến thăm anh thấy anh ốm nặng cô liền tự mình chăm sóc anh dù vụng về làm rơi vỡ cốc đá làm rơi thuốc xuống đất nhưng cuối cùng ôn cẩn thần cũng khỏe lại nhìn thấy cô thức cả đêm chăm sóc mình ôn cẩn thần rất cảm động và nói rằng anh nguyện ý giúp nguyên tư nhã giả kiếm đủ tiền chuộc lại tự do sau khi bình phục anh đưa nguyên nguyệt nguyệt đến dưới tòa nhà công ty của mình nguyệt nguyệt nhận ra đây là công ty của ôn cẩn thần liền hỏi anh rốt cuộc có thủ oán gì mà lại muốn giúp cô kiếm tiền từ chính chồng mình để chuộc lại tự do Ôn Cẩn Thần đồng ý mời Nguyên Nguyệt Nguyệt ăn cơm nhưng lại đưa cô về nhà họ Ôn. Nguyệt Nguyệt sợ sẽ gây ra hiểu lầm nên đã vội vàng nấu một bát mì, hy vọng sư phụ ăn xong sẽ nhanh chóng rời đi. Ôn Cẩn Thần không chịu, bất đắc dĩ, Nguyên Nguyệt Nguyệt phải nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, Ôn Cẩn Thần khen cô nấu ăn ngon. Nguyên Nguyệt Nguyệt nói rằng ước mơ của cô là mở một nhà hàng, nghiên cứu các món ăn ngon. Ước mơ của hai người lại trùng hợp đến bất ngờ. Ước mơ bấy lâu nay của Ôn Cẩn Thần cũng là mở một nhà hàng nhỏ, không có thực đơn, các món ăn đều do đầu bếp tự quyết định. Trong bữa ăn, Ôn Cẩn Thần vô tình ăn phải một món rất cay, bản thân không thể ăn cay nhưng vì sĩ diện nên anh lấy cớ đi lấy cơm để uống nước. Lúc này, thư ký Văn Quân nhắn tin báo rằng Nguyên Tư Nhã đã đặt một vé tàu cao tốc đến thành phố xuyên. Ôn Cẩn Thần tưởng rằng người trong lòng sắp rời đi nên vội vàng cử người hủy vé tàu của cô. Nhận được tin nhắn, vé tàu cao tốc mà cô đã đặt để về nhà thăm mẹ đột nhiên bị hủy, Nguyên Nguyệt Nguyệt đoán là do Ôn Cẩn Thần sắp đặt. Cô vô cùng tức giận, xem ra không kiếm đủ 10 vạn tệ này thì cô đừng hòng rời đi. Hơn nữa, sư phụ cũng khuyên nhủ nên cô đã đồng ý đến công ty làm việc ngày hôm sau văn quân đổi biển phòng làm việc của ôn cẩn thần từ phòng làm việc của tổng giám đốc thành phòng làm việc của tổng giám đốc điều hành mọi người trong công ty đều tưởng rằng sếp mình bị giáng chức ôn cẩn thần đã liên hệ trước với bộ phận nhân sự sắp xếp cho nguyên tư nhã giả vị trí trợ lý tổng giám đốc điều hành đồng thời dặn dò phải đáp ứng mọi yêu cầu của cô khi đến phỏng vấn nguyên nguyệt nguyệt bị sự nhiệt tình của nhân viên phụ trách bộ phận nhân sự làm cho kinh ngạc cô chủ động xin làm việc ở quầy lễ tân nghĩ đến lời dặn dò trước đó của tổng giám đốc nhân viên phụ trách nhân sự vui vẻ đồng ý đồng thời đồng ý trả lương ngày cho nguyên tư nhã giả Nhận được tin, Ôn Cẩn Thần tưởng rằng Nguyên Tư Nhã sẽ đến văn phòng làm việc cùng mình nên đã tạo dáng đẹp trai để chờ đợi cô đến. Thế nhưng, anh đợi mãi không thấy ai, liên hệ với bộ phận nhân sự mới biết Nguyên Tư Nhã giả đã đến quầy lễ tân làm việc. Ôn Cẩn Thần đến quầy lễ tân, nhìn thấy Nguyên Tư Nhã giả dường như rất vui vẻ với công việc này nên đã không đến làm phiền cô. Nguyên Nguyệt Nguyệt nhận được tiền lương một ngày, định bụng sẽ mời sư phụ ăn cơm. Đúng lúc đó, cô nhận được tin Bùi Tu chết say rượu ở quán ba, liền bỏ mặc sư phụ để đến quán ba đón anh. Ôn Cẩn Thần lái xe đi theo cô, cũng đến quán ba nhìn thấy nguyên tư nhã giả vì người khác mà hủy hẹn với mình anh vô cùng tức giận chất vấn cô xem người này có quan trọng với cô hay không hủy hẹn với anh mà cũng không nói một tiếng đồng thời nói rằng có thể cho thư ký đưa cô về nhà yêu cầu nguyên tư nhã giả phải đi ăn tối với mình ngay lập tức nguyên nguyệt nguyệt bất đắc dĩ đưa anh đến quán ăn đêm để ăn thịt nướng ôn cẩn thận đưa nguyên nguyệt nguyệt về nhà nhìn thấy cô ngoan ngoãn nằm trên giường sau khi say rượu anh vô cùng thích thú sáng hôm sau sau khi tỉnh dậy với bản năng của một vận động viên nguyên nguyệt nguyệt vội vàng chạy đến công ty suýt chút nữa thì muộn giờ làm trên đường đi cô gặp long tiếu dung nhân viên bộ phận pháp chế mới vào làm việc ban đầu cô nghĩ rằng long tiếu dung ăn mặc sành điệu chắc chắn là người khó gần nhưng không ngờ cô ấy lại là một người rất thẳng thắn hòa đồng hai người nhanh chóng trở nên thân thiết ôn cẩn Thần cho người điều tra về nguyên tư nhã sau vài ngày tiếp xúc ôn cẩn Thần cảm thấy nguyên tư nhã giả không hề có đầu óc của một nhà đầu tư trái lại cô ấy rất nhanh nhẹn có thể chạy bộ đuổi theo xe treo cửa sổ bỏ trốn rất giống một vận động viên tuy nhiên thông tin anh điều tra được là nguyên tư nhã là một sinh viên giỏi của trường đại học thương mại chưa từng tham gia bất kỳ câu lạc bộ thể thao nào, cũng không thường xuyên tập thể dục, điều này khiến Ôn Cẩn Thần cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đối mặt với nghi vấn của Ôn Cẩn Thần, Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ có thể giải thích rằng tất cả đều do cha cô sắp đặt, vì muốn xây dựng hình tượng tốt đẹp cho con gái, Nguyên lão gia đã dày công nhỏ nặn ra một nguyên tư nhã là một cô gái tài giỏi. Ôn Cẩn Thần bất lực, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Ôn Cẩn Thần bắt đầu đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt tham gia các cuộc họp của công ty, đối với dự án thiết kế một trung tâm thương mại, Nguyên Nguyệt Nguyệt đã tự mình đến quảng trường trung tâm thương mại để trải nghiệm thực tế đưa ra những ý kiến độc đáo về thiết bị thể thao, thiết bị chống trộm. Ôn lão ra sau khi biết chuyện đã cảm thán rằng lĩnh vực mà Nguyên Tư Nhã giả am hiểu thật rộng, đến cả thiết bị thể thao cũng biết. Ông hy vọng mình đã không nhìn nhầm người. Ôn cẩn thận đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt về nhà, do thời gian đã muộn, anh muốn ở lại một đêm. Nguyên Nguyệt Nguyệt từ chối nhưng bất thành, cô lại liên tưởng đến việc có thể vô tình nhìn thấy anh tắm nên đã tự mình sang phòng cho khách ngủ. Ôn cẩn thận định đưa Nguyên Tư Nhã giả tham gia buổi đấu giá đất, anh đưa cô đi mua sắm quần áo, nhìn thấy giá cả, Nguyệt Nguyệt vội vàng từ chối, trở về nhà ôn cẩn thần sai người mang số quần áo ở cửa hàng đến nguyên nguyệt nguyệt cho rằng mối quan hệ giữa sư phụ và ôn cẩn thần có lẽ không được tốt cô nghĩ rằng sư phụ sẽ mượn tay cô để làm mất mặt ôn cẩn thần nên đã suy nghĩ rất lâu và quyết định không tham gia buổi đấu giá này biết chuyện ôn cẩn thần lại một lần nữa quay lại nhà sau khi tắt đèn anh hạ giọng nói yêu cầu nguyên tư nhã giả nhất định phải cùng sư phụ đến tham dự buổi đấu giá buổi đấu giá đất bắt đầu nguyên nguyệt nguyệt đến đúng giờ để cùng ôn cẩn thần tham gia trong lúc đấu giá ôn cẩn thần vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng nhưng Diệp Chỉ Du, bạn gái cũ của anh, đột ngột xuất hiện với tư cách là tân chủ tịch của tập đoàn thiên nhất. Ôn cẩn thận sững sờ trong giây lát, Diệp Chỉ Du đã mua được khu đất đấu giá với giá 900 triệu tệ. Sau khi kết thúc buổi đấu giá, Văn Quân nhìn thấy Diệp Chỉ Du, vội vàng đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt đến một phòng khách sạn khác được trang trí bằng bóng bay và hoa tươi, nói rằng đây là bất ngờ mà sư phụ đặc biệt chuẩn bị cho cô. Nguyên Nguyệt Nguyệt biết được người phụ nữ vừa rồi là mối tình đầu của sư phụ mình, tâm trạng cô vô cùng chán nản. Cô lấy cớ có việc phải xử lý rồi rời đi, ở một nơi khác. Diệp Chỉ Du nói với Ôn Cẩn Thần rằng cô trở về vì anh. Ôn Cẩn Thần tỏ ra thờ ơ với điều đó. Ôn Cẩn Thần đến phòng khách sạn, chỉ thấy mỗi Văn Quân, không thấy Nguyên Tư Nhã giả đâu. Văn Quân nói rằng Nguyên Tư Nhã giả có vẻ không vui vì chuyện tình đầu của anh. Ôn Cẩn Thần vốn định sau buổi đấu giá sẽ nói rõ thân phận của mình, sau đó tỏ tình với Nguyên Tư Nhã giả, không ngờ kế hoạch lại thất bại. Ôn lão gia cho rằng khu đất mà họ vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng lại bị một công ty nhỏ bất ngờ xuất hiện mua với giá cao ngất ngưởng, trong đó chắc chắn có vấn đề. Ôn Cẩn Thần bắt tay vào điều tra tập đoàn thiên nhất này ôn lão ra dự định liên lạc với diệp chỉ du để cố gắng thúc đẩy hợp tác giữa ôn thị và tập đoàn thiên nhất bùi tu chiết cho người điều tra tung tích của nguyên tư nhã nhưng không thành công ngược lại còn bị đe dọa anh nhận ra rằng nguyên tư nhã đang cố tình che giấu thông tin của mình và có người đang giúp cô thế lực của đối phương rất lớn bùi tu chiết suy sụp tinh thần anh đến quán ba uống rượu giải sầu nguyên nguyệt nguyệt tìm đến tu chiết đưa cho cô xem những bức ảnh nguyên tư nhã ôm hôn một người đàn ông khác do người khác chụp được hóa ra chị gái cô bỏ trốn là vì người đàn ông khác nguyên nguyệt nguyệt lại một lần nữa suy sụp diệp chỉ du chủ động hẹn gặp ôn lão gia bàn bạc về việc hai bên hợp tác để giành quyền phát triển khu thương mại thành quan đồng thời đưa ra yêu cầu duy nhất là ôn cẩn thần phải trực tiếp phụ trách dự án hợp tác này ôn lão gia vui vẻ đồng ý nguyên nguyệt nguyệt trở lại công ty làm việc tình cờ gặp ôn lão gia đang bàn bạc công việc cô bị ông mắng đuổi đi ôn cẩn thần về nhà không thấy nguyên nguyệt nguyệt gọi điện cũng không được anh vô cùng lo lắng diệp chỉ du gọi điện thoại cho ôn lương dạ nhờ anh ta giúp đỡ tìm nguyên tư nhã giả hiện tại nguyên tư nhã giả rất quan trọng với ôn cẩn thần nếu không tìm thấy cô ấy e rằng sẽ ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai công ty, Ôn Lương Dạ đồng ý. Nguyên Nguyệt Nguyệt bắt xe về nhà ở thành phố xuyên để chăm sóc mẹ bị ốm, mẹ cô muốn ăn lẩu, Nguyên Nguyệt Nguyệt đành phải đồng ý, lúc này, cô nhận được điện thoại của Ôn Cẩn Thần gọi từ Quầy Lễ Tân của công ty, anh ta lại hạ giọng nói, nói rằng lần đấu giá này đã thất bại, anh ta không định hủy hôn nữa, hiện tại Nguyên Tư Nhã giả đã bỏ trốn, vậy thì món nợ này sẽ tính lên đầu sư phụ của cô. Lo lắng cho sự an nguy của sư phụ, Nguyên Nguyệt Nguyệt nhờ Long Tiếu Dung chú ý đến động tĩnh của sư phụ trong thời gian gần đây. Tiếu Dung vui vẻ đồng ý. Ôn Lương Dạ đến công ty tìm Ôn Cẩn Thần. Ôn Cẩn Thần liền nhân cơ hội này để bị anh ta đánh một trận. Ôn Lương Dạ ngơ ngác, sau đó bất đắc dĩ hợp tác với em trai. Cảnh tượng Ôn Cẩn Thần bị đánh đã bị Long Tiếu Dung nhìn thấy, cô vội vàng báo cho Nguyên Nguyệt Nguyệt biết. Ôn Cẩn Thần khuyên anh trai quay lại công ty làm việc, nhưng Ôn Lương Dạ lấy cớ ông nội không thích mình để từ chối. Ôn Lương Dạ dựa vào các mối quan hệ của Nguyên Nguyệt Nguyệt tìm được Bùi Tu Chết đang uống rượu trong quán bà. Anh ta lấy cớ muốn ngồi cùng bàn trò chuyện với Bùi Tu triết nói rằng hiện tại có một người đàn ông đang theo đuổi bạn gái của mình. Anh ta và Bùi Tu Chiết tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng tâm trạng đều bất lực như nhau. Sau đó, anh ta khuyên Bùi Tu Chiết nên nói ra hết nỗi lòng còn hơn là uống rượu, như vậy sẽ thoải mái hơn. Bùi Tu Chiết say xỉn, không chút đề phòng đã kể hết mọi chuyện của mình cho Ôn Lương Dạ nghe. Long Tiếu Dung gọi điện báo cho Nguyên Nguyệt Nguyệt, nói rằng giám đốc Ôn đã bị chủ tịch quản thúc, mấy ngày nay đều ở lại văn phòng, hiện tại cả công ty đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Nguyên Nguyệt Nguyệt lo lắng cho sự an nguy của sư phụ nên quyết định quay lại thành phố Văn Đạt để giải quyết rắc rối mà cô gây ra, nhất định phải nói rõ ràng với Ôn Cẩn Thần. Tập đoàn Ôn Thị và tập đoàn Thiên Nhất tổ chức cuộc họp cấp cao để thảo luận về việc hợp tác. Sau cuộc họp, Diệp Chỉ Du muốn đi cùng Ôn Cẩn Thần nhưng phải đi ăn trước, Ôn Cẩn Thần bất đắc dĩ đồng ý. Nguyên Nguyệt Nguyệt trở về nhà họ Ôn, tình cờ gặp Ôn Lương Dạ, cô tưởng anh ta là chồng mình, Ôn Cẩn Thần nên đã kéo anh ta lại mắng mỏ một trận, yêu cầu hủy hôn ngay lập tức. Thấy cô thú vị, Ôn Lương Dạ bèn nói đùa rằng chỉ cần Nguyên Tư Nhã giả qua đêm với anh ta thì anh ta sẽ hủy hôn ngay lập tức, Nguyên Nguyệt Nguyệt đồng ý. Nguyên Nguyệt Nguyệt và Ôn Lương Dạ đến quán ăn đêm để ăn đồ nướng. Nguyên Nguyệt Nguyệt không ngờ rằng một vị tổng tài của công ty niêm yết như anh ta lại có thể bình dân như vậy. Ở một nơi khác, Ôn Cẩn Thần và Diệp Chỉ Du cũng đến một quán ăn đêm khác để ăn đồ nướng. Bốn người ở hai nơi lại ăn cùng một món. Ăn xong, Ôn Lương Dạ đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt đến khách sạn, lấy việc Nguyên lão ra đã ký thỏa thuận đánh cược, nếu vi phạm thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng để uy hiếp cô. Nguyên Nguyệt Nguyệt đồng ý qua đêm với anh ta, tuy nhiên, Ôn Lương Dạ chỉ đùa giỡn cô. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Nguyên Nguyệt Nguyệt, anh ta cười rồi bỏ đi. Dưới khách sạn, anh ta tình cờ nhìn thấy Bùi Tu Chiết đến đón Nguyên Nguyệt Nguyệt nên đã chụp ảnh hai người rồi gửi cho Diệp Chỉ Du, Diệp Chỉ Du lại chuyển bức ảnh đó cho Ôn Cẩn Thần. Trên đường về nhà, Nguyên Nguyệt Nguyệt thổ lộ với Bùi Tu Chiết, trước đây, cô thực sự rất thích anh ấy, khi biết anh ấy thích chị gái mình, cô ấy thực sự rất đau lòng. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô ấy đã nhận ra trái tim mình. Bây giờ, Cô ấy thực sự chỉ coi anh ấy như anh trai, hai anh em đã hóa giải được hiểu lầm. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Nguyệt Nguyệt dậy rất sớm, làm cơm hộp cho Ôn Cẩn Thần, sau đó đưa cho Long Tiếu Dung nhờ cô mang đến công ty. Buổi trưa, Ôn Cẩn Thần vừa ăn một miếng đã nhận ra hộp cơm này là do Nguyên Tư Nhã giả làm nên đã đến tìm Long Tiếu Dung để hỏi, nhưng chưa kịp nói được mấy câu thì anh đã ngất xỉu. Trong bệnh viện, Long Tiếu Dung vội vàng gọi điện báo cho Nguyên Nguyệt Nguyệt biết, nói rằng giám đốc Ôn bị trúng độc sau khi ăn cơm hộp mà cô ấy đưa. Nghĩ rằng Nguyên Nguyệt Nguyệt muốn trả thù nên mới ra tay giết người, Long Tiếu Dung đã huy động tất cả kiến thức pháp luật trong đầu, cô sợ rằng bản thân, người đưa cơm hộp cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Đang lo lắng thì Văn Quân mang đến một chai nước, nói rằng cô ấy đã nghĩ quá nhiều rồi. Nguyên Nguyệt Nguyệt vội vàng đến bệnh viện thăm Ôn Cẩn Thần, vừa bước vào cửa, cô đã bị anh ôm chầm lấy, hóa ra, việc anh bị trúng độc đều là giả, mục đích là để dụ cô xuất hiện. Ôn Cẩn Thần đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt về nhà họ Ôn, cảnh cáo cô không được tự ý bỏ đi nữa, sau đó cưỡng hôn cô. Anh còn nói rằng mình sẽ dọn đến đây ở, muốn từ từ vun đắp tình cảm với cô. Tuy nhiên Nguyên Nguyệt Nguyệt cho rằng anh đang công khai chống đối cấp trên của mình. Biết chuyện, Trương Quý Nhi vô cùng nhiệt tình chào đón giám đốc Ôn đến ở, để tránh hiếm nghi, Nguyên Nguyệt Nguyệt muốn trốn khỏi nhà họ Ôn, nhưng Ôn cẩn thận, người đã sớm biết tỏng mọi manh khóe của cô, đã khóa tất cả các cửa ra vào, Trương Quý Nhi ở dưới lầu cũng luôn theo dõi để đề phòng cô bỏ trốn. Ôn cẩn thận chất vấn tại sao Nguyên Nguyệt Nguyệt lại cùng Bùi Tu chết đến khách sạn. Nguyên Nguyệt Nguyệt nghiêm khắc phê bình anh, nói rằng dù sao thì cô cũng là người đã có hôn phu, không thể tùy tiện ở bên cạnh anh như vậy. Tuy nhiên, giám đốc Ôn dường như không quan tâm đến điều đó. Diệp Chỉ Du cho rằng Ôn Cẩn Thần đã bị Nguyên Tư Nhã mê hoặc, cô nói với Ôn Lương Dạ về điều này. Ôn Lương Dạ lại cho rằng cô đang ghen tuông, Diệp Chỉ Du phủ nhận. Ôn Lương Dạ lại đến quán ba tìm Bùi Tu Chiết, người đang say xỉn, nói thẳng rằng anh ta cố tình tiếp cận Bùi Tu Chiết, nói rằng có một người đàn ông rất giống Bùi Tu Chiết đang theo đuổi bạn gái của anh ta. Thực ra, người đàn ông trong miệng anh ta chính là Bùi Tu Chiết, còn bạn gái là Nguyên Tư Nhã. Nghe Bùi Tu Chiết nói sẽ tiếp tục theo đuổi Nguyên Tư Nhã, Ôn Lương Dạ nhận ra miếng băng dính khó gỡ này, sắc mặt anh ta đột nhiên trở nên vô cùng u ám buổi tối ôn cẩn thần lại hạ giọng nói tắt đèn đi tìm nguyên nguyệt nguyệt nói rằng anh không ngờ rằng giám đốc ôn lại bị nguyên tư nhã giả mê hoặc đến mức trở nên ngu ngốc như vậy hy vọng nguyên tư nhã giả đừng nghỉ việc vội hãy cố gắng hỗ trợ giám đốc ôn giành được dự án phát triển khu thương mại thành quan nguyên nguyệt nguyệt xin lỗi nhận hết trách nhiệm về mình ôn cẩn thần dạy cô dùng mỹ nhân kế để quyến rũ giám đốc ôn nghĩ cách hỗ trợ công việc của anh ta khiến nguyên nguyệt nguyệt vô cùng khó hiểu ôn cẩn thần giả vờ bị trầm cảm và xin nghỉ phép một tuần văn quân mượn lời của long tiếu dung để nói cho nguyên nguyệt nguyệt biết chuyện này Nguyên Nguyệt Nguyệt vội vàng đến khách sạn tìm anh, Ôn Cẩn Thần cố tình làm vỡ cốc rượu, giả vờ như mình đang bị bệnh. Nhìn thấy bệnh nhân vừa uống rượu vừa suy sụp, thậm chí còn có chút tự ti, Nguyên Nguyệt Nguyệt cho rằng Ôn Cẩn Thần có thể bị trầm cảm do bị cấp trên khiển trách vì thất bại trong vụ đấu giá lần trước. Hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô vô cùng lo lắng. Với sự giúp đỡ của Văn Quân, cô dự định sẽ chăm sóc và giúp đỡ Ôn Cẩn Thần một cách chân thành nhất, hy vọng có thể giúp anh ta thoát khỏi bóng tối của bệnh trầm cảm. Nguyên Nguyệt Nguyệt gọi rất nhiều món ăn, Ôn Cẩn Thần đã nhịn đói cả ngày nên không thể nhịn được nữa anh ăn hết sạch số thức ăn trên bàn nhìn thấy anh có thể ăn có thể uống nguyên nguyệt nguyệt tạm thời thở phào nhẹ nhõm thế nhưng ôn cẩn thần vẫn giả vờ buồn bã nguyên nguyệt nguyệt bất đắc dĩ đồng ý chăm sóc anh một đêm đêm đó đang ngủ say thì nguyên nguyệt nguyệt bỗng nhiên tỉnh giấc nhìn thấy ôn cẩn thần đang ngồi bên cạnh cô giật mình hoảng hốt ôn cẩn thần lấy cớ bị mất ngủ sợ bóng tối nhân cơ hội ôm nguyên nguyệt nguyệt ngủ một đêm tại quán ba ôn lương dạ dạy bùi tu chết nhảy nói rằng chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa được những cảm xúc tiêu cực sau đó anh ta giúp Bùi Tu Chiết làm quen với một cô gái trong quán bar. Thế nhưng, Bùi Tu Chiết, người một lòng hướng về Nguyên Tư Nhã, lại không hề phối hợp. Ban đầu, Ôn Lương Dạ muốn tìm cho Bùi Tu Chiết một cô bạn gái để anh ta không còn dây dưa với Nguyên Tư Nhã nữa, kết quả là Bùi Tu Chiết lại không muốn, Ôn Lương Dạ vô cùng bất lực. Sáng sớm hôm sau, Ôn Cẩn Thần thức dậy sớm hơn, muốn hôn trộm Nguyên Nguyệt Nguyệt, nhưng chưa kịp hôn thì Nguyên Nguyệt Nguyệt đã tỉnh giấc. Ôn Cẩn Thần ngại ngùng nói rằng mình đói bụng, muốn ăn sáng. Nhìn thấy bệnh nhân đã chủ động muốn ăn cơm, Nguyên Nguyệt Nguyệt rất vui vẻ đưa anh đi ăn sáng. Trên đường đi, cô không ngừng an ủi, động viên anh. Tuy nhiên, vừa nhắc đến chuyện đi làm, Ôn Cẩn Thần lập tức buồn bã, Nguyên Nguyệt Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại công ty Ôn Thị, Ôn lão gia tháp tùng Diệp Chỉ Du đến để bàn bạc về việc hợp tác. Văn Quân vội vàng dùng cơ thể che tấm biển Ôn Cẩn Thần trước cửa phòng làm việc của Ôn Cẩn Thần, nói rằng Ôn Cẩn Thần đang đi gặp khách hàng, tạm thời ứng phó với Ôn lão gia. Nguyên Nguyệt Nguyệt kể cho Long Tiếu Dung nghe về bệnh tình hiện tại của Ôn Cẩn Thần. Tiếu Dung nói rằng tình trạng của Ôn Cẩn Thần có chút giống hội chứng lo âu khi đi làm, loại bệnh này cần phải đến bệnh viện điều trị kịp thời, hơn nữa kết cục của loại bệnh này thường rất bi thảm. Nghe vậy, Nguyên Nguyệt Nguyệt vội vàng chạy về khách sạn, nhiều nhân viên dọn dẹp mở cửa, cô nhìn thấy Ôn Cẩn Thần đang chuẩn bị uống thuốc bên cạnh ghế, nghĩ rằng anh ta muốn nghèo, Nguyên Nguyệt Nguyệt vội vàng ôm trầm lấy anh, nói rằng dù cho tất cả mọi người trên thế giới này có xa lánh anh thì cô cũng sẽ ở bên cạnh anh. Nhìn thấy Tư Nhã giả quan tâm mình như vậy, Ôn Cẩn Thần vô cùng hạnh phúc. Nguyên Nguyệt Nguyệt đưa Ôn Cẩn Thần về nhà họ Ôn, vừa nấu cơm, vừa ở bên cạnh anh lúc ngủ. Ôn Cẩn Thần vô cùng hài lòng, Sáng sớm hôm sau, anh chủ động làm bữa sáng, chuẩn bị cùng Nguyên Nguyệt Nguyệt đi làm. Hai người nắm tay nhau bước vào công ty, đúng lúc bị Diệp Chỉ Du nhìn thấy. Diệp Chỉ Du vô cùng ghen tị, cô đã bí mật tìm gặp Nguyên Nguyệt Nguyệt, nói với Nguyên Tư Nhã giả rằng nếu không rời khỏi Ôn Thị, cô ta sẽ rút tập đoàn Thiên Nhất khỏi dự án khu thương mại Thành Quan. Nghe vậy, Nguyên Nguyệt Nguyệt sợ Ôn Cẩn Thần lại bị kích động, bệnh trầm cảm tái phát nên đã quyết định nghỉ việc. Cô hẹn Ôn Cẩn Thần đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối, nói cho anh ta biết về quyết định nghỉ việc của mình. Ôn Cẩn Thần hỏi cô có ổn khúc gì không? Nguyên Nguyệt Nguyệt phủ nhận, tối hôm đó, sau khi tắt đèn, Ôn Cẩn Thần lại hạ giọng nói, tìm đến Nguyên Nguyệt Nguyệt, Nguyên Nguyệt Nguyệt kể cho anh ta nghe về lời đe dọa của Diệp Chỉ Du vào ba ngày, Ôn Cẩn Thần liền lấy chuyện hôn ước ra để uy hiếp, không cho phép cô nghỉ việc. Nguyên Nguyệt Nguyệt, người lúc này đã nghi ngờ về thân phận của Ôn Cẩn Thần, đột nhiên bật đèn điện thoại lên, Ôn Cẩn Thần vội vàng lấy tay che đầu cô rồi bỏ đi. Nguyên Nguyệt Nguyệt nhặt được chiếc cúc áo của Ôn Cẩn Thần bị rơi trên thảm trong lúc hai người giằng co, cô bắt đầu nghi ngờ. Ôn Cẩn Thần cũng nhận ra Nguyên Tư Nhã giả đã nghi ngờ thân phận của mình. Nguyên Nguyệt Nguyệt và Ôn Cẩn Thần đều nhờ Long Tiếu Dung và Văn Quân giúp đỡ. Nguyên Nguyệt Nguyệt đưa chiếc cúc áo mà Ôn Cẩn Thần làm rơi vào tối hôm trước cho Trương Quý Nghi. Buổi tối, khi xuống lầu, cô tình cờ nhìn thấy Trương Quý Nghi đang khâu cúc áo cho Ôn Cẩn Thần. Nhìn thấy bộ quần áo đó, Nguyên Nguyệt Nguyệt nhớ ra sư phụ cũng từng mặc nó. Cô ấy đã hiểu, sư phụ của cô chính là Ôn Cẩn Thần. Buổi tối, khi Ôn Cẩn Thần lại hạ giọng nói, xuất hiện tại nhà họ Ôn để gặp Nguyên Nguyệt Nguyệt. Nguyên Nguyệt Nguyệt nói rằng cô có thứ muốn tặng anh ta, sau đó đột nhiên bật đèn điện thoại đã được chuẩn bị từ trước lên thân phận của Ôn Cẩn Thần bại lộ, hóa ra, Nguyên Nguyệt Nguyệt đã sớm nghi ngờ sư phụ của cô chính là Ôn Cẩn Thần, cô ấy chỉ đang chờ Ôn Cẩn Thần xuất hiện để vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Thân phận bị bại lộ, Ôn Cẩn Thần vô cùng xấu hổ, nói rằng anh chưa bao giờ phủ nhận thân phận thật của mình, chỉ là vì sợ Nguyên Tư Nhã giả sẽ cảm thấy tình cảm hôn nhân trước, yêu sau này không được thuần khiết nên mới làm như vậy, tất cả những gì anh làm đều là vì cô ấy. Nguyên Nguyệt Nguyệt vô cùng tức giận vì bị anh lừa dối, cô vội vàng rời khỏi nhà họ Ôn, đứng bên đường hóng gió cố gắng nhớ lại những gì đã trải qua trong thời gian qua. Nguyên Nguyệt Nguyệt đến nhà Long Tứ Dung tá túc kể cho Tứ Dung nghe về những gì đã trải qua. Mượn danh nghĩa bạn tôi để xin ý kiến của cô, hỏi cô nên xử lý như thế nào. Long Tiếu Dung rất nghiêm túc đưa ra ý kiến cho bạn của Nguyên Nguyệt Nguyệt. Cô cho rằng nên tha thứ cho người đàn ông lừa dối kia. Thế nhưng khi đột nhiên nhận được điện thoại của Ôn Cẩn Thần, biết được ngọn ngành câu chuyện, Long Tiếu Dung mới chợt hiểu ra câu chuyện về người bạn kia chính là chuyện của Nguyên Nguyệt Nguyệt, còn người đàn ông đó chính là Ôn Cẩn Thần. Ngay sau đó, Long Tiếu Dung thay đổi thái độ cho rằng ôn cẩn thần là lãnh đạo công ty không những không gương mẫu mà còn lừa dối nhân viên tuyệt đối không thể tha thứ ngày hôm sau nguyên nguyệt nguyệt xin nghỉ việc một năm do giám đốc nhân sự từng được ôn cẩn thần dặn dò phải đáp ứng mọi yêu cầu của cô nên đã đồng ý ôn cẩn thần bất lực chỉ có thể dò hỏi tin tức từ long tiếu dung ở công ty sau một hồi nói chuyện anh nghĩ rằng nguyên nguyệt nguyệt không muốn nhìn thấy mặt mình nên đã bắt đầu nhận lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông lớn cố gắng xuất hiện thật nhiều để cô ấy thấy ôn lương dạ và bùi tu chiết trò chuyện ở quán bar biết được ôn lương dạ là anh trai của ôn cẩn thần Bùi Tu Chết liền hỏi anh ta có quen Nguyên Tư Nhã không. Ôn Lương Dạ giữ người một lúc, sau đó thản nhiên phủ nhận, đồng thời khuyên Bùi Tu Chết đừng vì người phụ nữ đó mà suy sụp nữa, không đáng. Tối hôm đó, trên đường về nhà Long Tiếu Dung, Nguyên Nguyệt Nguyệt gặp Ôn Cẩn Thần, người đã đến tìm cô. Ôn Cẩn Thần xin lỗi và tỏ tình với cô một lần nữa, hai người làm hòa. Chuyện của Ôn Tổng và Nguyên Tư Nhã giả nhanh chóng lan truyền trong công ty. Long Tiếu Dung bắt đầu lo lắng liệu hành động đánh uyên ương trước đây của mình có khiến sếp trả thù hay không. Sau khi quay lại công ty làm việc, Nguyên Nguyệt Nguyệt ngày nào cũng gặp Ôn Cẩn Thần cô thường xuyên chìm đắm trong sự ngọt ngào. Nhưng đôi khi cô cũng rất tỉnh táo, tự nhủ rằng anh ta là anh rể của mình, không được phép có suy nghĩ nào khác với anh ta. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Ôn Cẩn Thần và Nguyên Nguyệt Nguyệt đang định hôn nhau thì bị Ôn lão gia bắt gặp. Ôn lão gia vô cùng tức giận, nói rằng mình đã nhìn nhầm người, Nguyên Tư Nhã này không phải là thiên tài, đồng thời yêu cầu hai người hủy hôn. Ôn Cẩn Thần cam đoan với ông nội rằng lần sau nhất định sẽ giành được quyền phát triển khu thương mại thành quan. Ôn lão gia đồng ý cho anh thêm một cơ hội cuối cùng. Nguyên Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại cho bố, muốn kể cho ông nghe những chuyện xảy ra gần đây nhưng bố cô không bắt máy. Ôn Cẩn Thần đến tâm sự với cô, anh nói rằng từ nhỏ anh đã luôn bị người lớn nhồi nhét suy nghĩ phải đặt công ty lên hàng đầu, kể cả chuyện hôn nhân cũng không được tự quyết định. May mắn là hiện tại anh đã gặp được người mình yêu. Nghe vậy, Nguyên Nguyệt Nguyệt vô cùng cảm động, cô dè dặt hỏi Ôn Cẩn Thần nếu như cô cũng là giả thì sao? Ôn Cẩn Thần nói rằng cả thế giới này có thể là giả, chỉ riêng cô là thật. Ôn Cẩn Thần muốn tắm chung với Nguyên Nguyệt Nguyệt, Đường Hoàng nói rằng vợ chồng tắm chung là chuyện rất bình thường. Nguyên Nguyệt Nguyệt bất lực đành phải đóng cửa phòng ngủ, không cho anh vào. Đến lúc ngủ, Ôn Cẩn Thần lại lẻn vào phòng ngủ. Nguyên Nguyệt Nguyệt tự nhủ rằng dù anh ta có giở trò gì thì cô cũng phải kiềm chế, cuối cùng hai người ngủ chung giường một đêm. Nguyên Nguyệt Nguyệt đề bạt Long Tứ Dung làm cố vấn pháp lý riêng của văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Ôn Thị, thực chất là trợ lý của cô. Long Tứ Dung không ngờ rằng bản thân học hành vất vả mười mấy năm trời, vốn tưởng rằng sẽ dựa vào năng lực của mình để tạo dựng sự nghiệp, không ngờ cuối cùng lại phải dựa vào mối quan hệ. Dù vậy, cô vẫn vui vẻ nhận lời đề nghị của Nguyên Nguyệt Nguyệt. Tuy nhiên, Ôn Cẩn Thần lại cho rằng đây là Nguyên Nguyệt Nguyệt cố tình tìm bóng đèn cho mình, anh rất bất mãn nhưng cũng không thể làm gì được. Ôn Cẩn Thần sai Văn Quân nghĩ cách đưa Long Tiếu Dung ra khỏi văn phòng, để lại Nguyên Nguyệt Nguyệt một mình. Văn Quân cố gắng kéo Long Tiếu Dung đi, hai người giằng co nhau thì bị giám đốc nhân sự nhìn thấy, cảnh tượng vô cùng ngại ngùng. Bên này, Ôn Cẩn Thần và Nguyên Nguyệt Nguyệt đang tình trạng ý thiếp trong văn phòng thì bị Long Tiếu Dung bất ngờ quay lại bắt gặp. Bóng đèn to đùng này nghiêm khắc chỉ trích hành vi của hai người, cho rằng như vậy là không tốt, có thể gây ảnh hưởng xấu đến công ty. Ôn Cẩn Thần bất lực, đành phải chuyển bàn làm việc của long tiếu dung và văn quân ra khỏi văn phòng tổng giám đốc nguyên nguyệt nguyệt tìm đến bùi tu chiết kể cho anh nghe những chuyện xảy ra gần đây đồng thời hỏi anh rằng bản thân phải làm gì tiếp theo khi đang đóng giả hai vai như vậy bùi tu chiết cho rằng trước đây nguyên nguyệt nguyệt che giấu thân phận là vì sợ chị gái nguyên tư nhã và nguyên gia bị liên lụy hiện tại mọi chuyện dần sáng tỏ thân phận của ôn cẩn thần cũng đã rõ ràng chi bằng nguyên nguyệt nguyệt cứ nói thẳng thân phận thật của mình cho anh ta biết nếu ôn cẩn thần thực sự yêu cô thì nhất định sẽ hiểu cho cô Ôn Cẩn Thần hỏi Trương Quý Nghi vì sao sau khi anh đã nói rõ thân phận của mình thì Nguyên Nguyệt Nguyệt lại càng xa cách với anh. Trương Quý Nghi cho rằng hiện tại mối quan hệ của hai người chỉ là hợp đồng hôn nhân, dù sao cũng không phải vợ chồng chính thức. Vì chuyện lúc trước nên Long Tiếu Dung bị Ôn Cẩn Thần phạt đi trong thang máy, Văn Quân đã giúp cô giải quyết tình huống ngại ngùng khi bị đồng nghiệp bàn tán. Nguyên Nguyệt Nguyệt nói với Long Tiếu Dung rằng cô định tỏ tình với Ôn Cẩn Thần, đúng lúc đó, Diệp Chỉ Du nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Diệp Chỉ Du bám theo Nguyên Nguyệt Nguyệt đến căn phòng được trang trí lộng lẫy sau đó kể cho cô nghe về câu chuyện trước đây của cô ta và ôn cẩn thần cách đây vài năm hai người họ từng là một cặp đôi rất đẹp nhưng vì cô ta không có ra thế không thể giúp ích gì cho tập đoàn ôn thị nên đã bị ôn lão ra đuổi đi vì lý do không xứng nhiều năm sau sau bao nỗ lực cuối cùng cô ta cũng đường hoàng quay lại bên cạnh ôn cẩn thần diệp chỉ du còn nói với nguyên nguyệt nguyệt rằng nếu không có năng lực giúp đỡ ôn thị thì cho dù có yêu nhau đến mấy cuối cùng cũng sẽ bị ôn lão ra chia cắt nghe xong nguyên nguyệt nguyệt nhận ra lời nói của diệp chỉ du không phải là không có lý ban đầu Cô định nhân cơ hội này để thổ lộ thân phận thật của mình, nhưng bây giờ cô bắt đầu suy nghĩ lại xem liệu suy nghĩ trước đây của mình có quá đơn giản hay không. Cô băn khoăn tìm đến Bùi Tu Chiết, cùng anh đến quán ăn vỉa hè uống rượu. Cùng lúc đó, Ôn Cẩn Thần mua hoa xong đến nhà hàng đợi cô. Ôn Cẩn Thần tìm đến quán ăn vỉa hè gặp Nguyên Tư Nhã giả đang xe xỉn cùng Bùi Tu Chiết. Bùi Tu Chiết không giải thích nhiều, để Ôn Cẩn Thần tự nói chuyện với Tư Nhã giả rồi rời đi. Nguyệt Nguyệt đưa cho anh một bó hoa loa kèn lớn, mượn rượu tỏ tình với anh. Ôn Cẩn Thần vô cùng cảm động không ngờ rằng tình cảm giữa mình và nguyên tư nhã giả lại là song phương anh liền cầu hôn cô sáng sớm hôm sau sau khi nguyệt nguyệt tỉnh dậy ôn cẩn thần ân cần đưa canh giải rượu cho cô sau đó bàn bạc về chuyện kết hôn của hai người nguyệt nguyệt vẫn còn do dự vì thân phận thật của mình cô nói muốn đi xem bói trước cô đưa ôn cẩn thần đến gặp một thầy bói trên đường thầy bói nói rằng mặc dù tình cảm của hai người đã được định đoạt nhưng vẫn chưa thực sự hòa hợp sau này sẽ gặp phải một kiếp nạn lớn sau đó ông ấy xem cho hai người một vài ngày lành tháng tốt để kết hôn lần lượt là một năm sau hai năm sau và mười năm sau ôn cẩn thần thấy vậy cho rằng thầy bói đang lừa gạt nên đã kéo nguyệt nguyệt rời đi anh quyết định sẽ tổ chức đám cưới theo phong cách phương tây ở nhà thờ nguyệt nguyệt tìm đến bố mình nói cho ông biết chuyện cô muốn kết hôn với ôn cẩn thần nguyên lão ra vô cùng kinh ngạc không ngờ con gái út của mình lại muốn kết hôn với anh rể ông chóng váng yêu cầu nguyệt nguyệt tiếp tục che giấu thêm một thời gian nữa đợi đến khi tìm được chị gái nói rõ thân phận rồi tính tiếp thế nhưng nguyệt nguyệt kiên quyết nói rằng ôn cẩn thần là người cô ấy đã đặt gạch rồi Tại buổi họp báo công bố đầu tư chiến lược của tập đoàn Ôn Thị và tập đoàn Thiên Nhất, Nguyệt Nguyệt đã ngọt ngào tỏ tình với Ôn Cẩn Thần, nói rằng cô sẽ không sống vì người khác nữa, từ nay về sau sẽ nắm chặt hạnh phúc của mình. Xem xong buổi phát sóng trực tiếp này, Nguyên Tư Nhã nhận ra em gái mình đã thực sự động lòng. Cô vội vàng nói với Ôn Lương Dạ về chuyện này. Diệp Chỉ Du, người có mặt tại hiện trường, cũng thông báo cho Ôn Lương Dạ. Hóa ra, Ôn Lương Dạ vẫn luôn căm ghét ông nội mình. Lần này, anh ta chi một khoản tiền lớn để mời Diệp Chỉ Du về nước là muốn liên kết với cô ta để đối phó với ông nội. Hành động của Nguyên Nguyệt Nguyệt trên sóng trực tiếp thực chất là muốn dồn ép chị gái mình, nếu chị ấy không chịu lộ diện thì cô sẽ lấy chuyện kết hôn với Ôn Cẩn Thần ra để uy hiếp. Đúng như Nguyệt Nguyệt dự đoán, cuối cùng Nguyên Tư Nhã cũng gọi điện thoại cho cô. Sau khi xác nhận an toàn, Nguyệt Nguyệt yêu cầu chị gái ra mặt giải thích rõ ràng mọi chuyện để mọi người đều trở về cuộc sống ban đầu. Nguyên Tư Nhã nói rằng ngày 20 tháng sau cô ấy nhất định sẽ xuất hiện, hy vọng em gái có thể tiếp tục giúp cô che giấu thêm một thời gian nữa. Nguyệt Nguyệt đồng ý, cuộc trò chuyện này lại một lần nữa bị Diệp Chỉ Dung nghe thấy. Ôn Cẩn Thần muốn gặp bố mẹ vợ. Nguyệt Nguyệt biết mẹ mình vì chuyện ly hôn với bố mà trở nên khinh giàu, yêu nghèo nên đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ Nguyệt Nguyệt nghe xong thì cho rằng con gái mình đã bị kẻ có tiền lừa gạt. Thế nhưng, sau khi bị Nguyệt Nguyệt năn nỉ ý ôi, cuối cùng bà cũng đồng ý gặp mặt ôn cẩn thần một lần. Diệp Chỉ Du bắt đầu nghi ngờ về chuyện của hai cô con gái nhà họ Nguyên. Cô ta sai người điều tra, muốn tìm bằng chứng về việc Nguyên gia có hai cô con gái giống hệt nhau. Nguyệt Nguyệt định đưa ôn cẩn thần về nhà ra mắt mẹ, nhìn thấy anh mặc bộ vest đắt tiền, cô nghĩ mẹ mình chắc chắn sẽ không thích nên đã đưa anh đến siêu thị mua một bộ quần áo rẻ tiền ôn cẩn thần bất lực đành phải mặc vào mẹ nguyệt nguyệt cùng nguyên lão ra đến nhà hàng để gặp ôn cẩn thần nguyệt nguyệt không ngừng dặn dò ôn cẩn thần nhất định không được khoe khoang giàu có mẹ nguyệt nguyệt vừa nhìn thấy ôn cẩn thần trong bộ đồ công nhân đã có ấn tượng rất tốt với anh nguyệt nguyệt và nguyên lão ra phối hợp ăn ý che giấu thân phận thật của ôn cẩn thần với bà ôn lương dạ đến dưới nhà bùi tu chiết định rủ anh ta đi uống rượu bùi tu chiết tự mình xuống đón anh ta cảnh tượng này đã bị người của diệp chỉ du chụp lại Ôn Lương Dạ nói với Bùi Tu chết rằng anh ta đã lên kế hoạch cho một việc từ lâu, đến nay, việc này rốt cuộc cũng sắp được thực hiện. Bên này, mẹ Nguyệt Nguyệt rất hài lòng với Ôn Cẩn Thần, bà đồng ý giao con gái cho anh ta chăm sóc, đồng thời nói một câu động trời, dù sau này hai đứa có ly hôn thì cũng có thể giống như mẹ và bố con, vẫn đối xử với nhau bằng thái độ tôn trọng. Nguyệt Nguyệt nghe xong, cũng đứng hình. Sau khi say, Ôn Lương Dạ nói rằng đến ngày 20, sau khi anh ta giành được quyền phát triển, anh ta sẽ có được tất cả những gì mình muốn, anh ta liên tục nhắc đến ngày 20 mẹ nguyệt nguyệt nói chuyện riêng với cô bà sớm nhìn ra bộ đồ ôn cẩn thần đang mặc là cố tình diễn nhưng một công tử nhà giàu như anh ta lại bằng lòng cùng con gái bà diễn kịch như vậy có thể thấy anh ta rất yêu thương con gái mình vì vậy bà đã đồng ý cho hai người kết hôn đợi sau khi ôn cẩn thần giành được dự án khu thương mại thành quan thì sẽ long trọng tổ chức hôn lễ cho hai người sau khi rời khỏi nhà bùi tu chiết ôn lương dạ đã để quên áo khoác bùi tu chiết nhìn chiếc áo khoác này cảm thấy rất quen thuộc anh nhớ đến bức ảnh nguyên tư nhã ôm hôn một người đàn ông khác anh mở album ảnh ra so sánh người đàn ông chỉ nhìn thấy bóng lưng trong ảnh quả nhiên mặc chiếc áo khoác giống hệt như vậy nghĩ đến việc nguyên tư nhã đã nói với nguyệt nguyệt rằng ngày 20 cô ấy sẽ trở về bùi tu chiết nhận ra ôn lương dạ chính là người đàn ông đã đưa nguyên tư nhã đi bùi tu chiết tìm đến ôn lương dạ để hỏi cho ra nhé thẳng thắn nói rõ mọi chuyện nhưng ôn lương dạ lại một mực phủ nhận nguyên nguyệt nguyệt tự mình soạn thảo một bản thỏa thuận tiền hôn nhân nội dung vô cùng hà khắc ôn cẩn thận cho rằng nguyệt nguyệt đang phòng bị mình như phòng sói anh bất lực sửa đổi một số điều khoản rồi ký tên diệp chỉ du đã điều tra ra manh mối về chuyện của nhà nguyên cô ta đại khái đã đoán ra được chuyện hai cô con gái nhà họ nguyên nên đã hẹn gặp nguyên nguyệt nguyệt cô ta ám chỉ nguyên nguyệt nguyệt rằng không nên mơ tưởng đến những thứ nằm ngoài tầm với của mình nhưng nguyên nguyệt nguyệt lại không hề nhận ra ý tứ trong lời nói của cô ta diệp chỉ du liền đề nghị hai người cạnh tranh công bằng trước tiên cùng nhau giúp đỡ ôn cẩn thận hoàn thành phương án phát triển khu thương mại sau khi có kết quả cuối cùng thì mới phân định thắng thua diệp chỉ du trở về tập đoàn thiên nhất gặp ôn lương dạ nói rằng cô ta đã liên lạc với các thương hiệu lớn chỉ cần chờ họ gia nhập tập đoàn đến lúc đó sau khi tách khỏi ôn thị họ sẽ có thêm chi phí để giành lấy quyền phát triển khu thương mại. Tại nhà họ Ôn, khi Nguyệt Nguyệt và Ôn Cẩn Thần đang tình trạng ý thiếp thì Diệp Chỉ Du gọi điện thoại đến, Nguyên Nguyệt Nguyệt vô cùng ghen tuông, cô hôn Ôn Cẩn Thần, Ôn Cẩn Thần vô cùng kinh ngạc, liền cúp máy. Những ngày sau đó, vì hợp tác với tập đoàn Ôn Thị, Diệp Chỉ Du gần như ngày nào cũng đến công ty làm việc với Ôn Cẩn Thần, nhìn thấy hai người thân thiết, Nguyên Nguyệt Nguyệt bắt đầu ghen tuông. Diệp Chỉ Du và Ôn Cẩn Thần gần như ngày nào cũng làm việc cùng nhau vì dự án hợp tác giữa hai công ty, nhìn thấy hai người thân mật, Nguyên Nguyệt Nguyệt vô cùng ghen tuông, hết lần này đến lần khác tìm cách quấy rầy, khi thì đưa tài liệu, pha cà phê, lúc lại dọn dẹp vệ sinh. Ôn Cẩn Thần thấy cô rất buồn cười, còn Diệp Chỉ Du lại tỏ ra khinh thường, không thèm để ý đến cô. Long Tứ Dung nói với Nguyệt Nguyệt rằng cô nên chú ý đến cách ăn mặc của mình, nên mặc đồ hiệu một chút, biết đâu có thể đánh bại được Diệp Chỉ Du. Nguyệt Nguyệt đến trung tâm thương mại mua sắm quần áo, cô đặc biệt mua cho Ôn Cẩn Thần một chiếc áo khoác da. Hôm sau, cô ăn mặc xinh đẹp đi làm, đến nơi thì được biết Ôn Cẩn Thần đã đi ăn cơm cùng Diệp Chỉ Du, tâm trạng cô lập tức tụt dốc. Trên bàn ăn. Diệp Chỉ Du kể hết kế hoạch của Ôn Lương Dạ cho Ôn Cẩn Thần nghe. Ôn Lương Dạ mới là người đứng sau đầu tư vào tập đoàn Thiên Nhất. Kế hoạch ban đầu của anh ta là sau khi hoàn thành phương án phát triển khu thương mại sẽ thao túng Thiên Nhất rút khỏi hợp tác với Ôn Thị, cướp lấy quyền phát triển khu thương mại thành quan. Ôn Cẩn Thần không hiểu tại sao Diệp Chỉ Du lại nói cho anh biết chuyện này. Diệp Chỉ Du nói rằng những năm qua, cô ta một mình bươn trải ở nước ngoài chỉ vì muốn có một ngày xứng với anh. Vì anh, cô ta có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần hai người có thể bắt đầu lại từ đầu. Ôn Cẩn Thần nói rằng anh hiểu nhưng không thể đồng ý với cô ta sau khi ôn cẩn thần rời đi diệp chỉ du nhận được điện thoại của ôn lương dạ tuy nhiên do nhân viên phục vụ đến hỏi có nên dọn bát đũa của anh ta đi không nên ôn lương dạ đã nghe thấy anh ta bắt đầu đề phòng diệp chỉ du hôm sau tập đoàn thiên nhất họp nội bộ ôn lương dạ không cho diệp chỉ du tham gia xem ra là muốn đá cô ta ra khỏi kế hoạch ngay sau đó tin tức tập đoàn thiên nhất rút khỏi hợp tác với ôn thị được lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông tại hội thảo cạnh tranh phương án ôn lương dạ tham dự với tư cách là người đứng đầu mộ nhã công ty con của tập đoàn thiên nhất còn ôn cẩn thần mặc chiếc áo khoác ra mà nguyệt nguyệt mua tự tin phát biểu ôn lương dạ vốn tưởng rằng việc đánh úp này nhất định có thể giúp anh ta giành được quyền phát triển không ngờ rằng ôn cẩn thần lại đưa ra được những thương hiệu hợp tác lớn hơn cả anh ta cuối cùng ôn thị đã giành được quyền phát triển hóa ra từ khi diệp chỉ du xuất hiện tại buổi đấu giá đất ôn cẩn thần đã nghi ngờ về tập đoàn thiên nhất đầy bí ẩn này anh không hề tiết lộ toàn bộ bài tẩy của công ty mình anh không hiểu việc hủy hoại ôn thị có lợi ích gì cho ôn lương dạ ôn lương dạ nói rằng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ người mà anh ta muốn bảo vệ Diệp Chỉ Du biết được Ôn Cẩn Thần ngay từ đầu đã đề phòng mình, cô ta gửi cho Ôn lão ra một bức ảnh nguyên tư nhã thân mật với Ôn Lương Dạ. Tại quán bar, Bùi Tu Chiết gặp Ôn Lương Dạ, Ôn Lương Dạ kể cho Bùi Tu chích nghe về thân phận của mình, anh ta là con riêng, ông nội không thích anh ta, vì vậy dù là anh trai nhưng vị trí tổng tài của Ôn thị lại thuộc về Ôn Cẩn Thần. Bố của Ôn Cẩn Thần vì đưa con riêng về nhà nên khiến vợ cả bị bệnh tim, qua đời, ông rất hối hận, liền tình nguyện từ bỏ sản nghiệp, đi chu du thiên hạ, thỉnh thoảng mới gửi thư về. Bên kia, sau khi về đến nhà, Ôn Lương Dạ gặp Nguyên Tư Nhã, hóa ra, Ôn lão gia dạ đã sớm biết chuyện hai người yêu nhau nhưng lại muốn chia rẽ họ, sau đó gả Nguyên Tư Nhã, thiên tài trong giới đầu tư, cho Ôn Cẩn Thần. Ôn Lương Dạ không muốn nhiều người mình yêu, còn Ôn lão gia dạ thì cố chấp, dùng thủ đoạn ép buộc Nguyên gia dạ gả Nguyên Tư Nhã cho Ôn Cẩn Thần. Ôn Lương Dạ ái náy với Nguyên Tư Nhã, cho rằng bản thân không thể cho cô ấy một tình yêu đường đường chính chính. Tối hôm đó, nguyệt nguyệt trang trí nhà cửa thật đẹp, chuẩn bị kể cho Ôn Cẩn Thần nghe về chuyện của hai chị em cô. Lúc này, Ôn lão gia dạ đến ông đưa ra bức ảnh thân mật của ôn lương dạ và nguyên tư nhã mà diệp chỉ du đã gửi nguyệt nguyệt nhận ra người đàn ông họ ôn mà chị gái cô yêu chính là ôn lương dạ những gì họ làm đều là vì muốn được ông nội chấp nhận nhưng hiện tại cô chưa thể nói ra chuyện của mình và chị gái đối mặt với sự hiểu lầm của ôn cẩn thần nguyệt nguyệt không thể nào giải thích được nguyệt nguyệt gọi điện thoại cho nguyên tư nhã cầu xin chị gái quay về sau đó hai người cùng nhau giải thích rõ ràng mọi chuyện cho ông nội nghe nhưng nguyên tư nhã nói rằng trước đây ôn lương dạ đã cố gắng tranh giành rồi nhưng ôn lão ra quá cố chấp nên cô ấy mới phải bỏ trốn hiện tại điều duy nhất họ có thể làm là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn như vậy mới có thể đường hoàng đưa ra điều kiện với ôn lão gia nếu không cho dù là cô hay nguyệt nguyệt đều không thể ở bên cạnh người mình yêu nghe vậy nguyệt nguyệt nhận ra hiện tại không thể nói ra thân phận thật của mình nếu ôn lão gia biết chuyện nhất định sẽ trả thù nguyên gia đến lúc đó không ai có kết cục tốt đẹp ôn cẩn thận tìm đến ôn lương dạ lúc này anh vẫn chưa biết chuyện của nguyên nguyệt nguyệt và nguyên tư nhã anh nghĩ rằng anh trai mình và nguyên tư nhã người anh yêu mới thực sự là một đôi còn ôn lương dạ lại tưởng rằng ôn cẩn thần đã biết chuyện hai cô con gái nhà họ nguyên nên đã thừa nhận rằng anh ta rất yêu nguyên tư nhã ôn cẩn thần đau lòng bỏ đi ôn lão ra đuổi nguyệt nguyệt ra khỏi nhà nói rằng ông ta sẽ sắp xếp hủy hôn cho hai người nguyệt nguyệt không thể phản kháng đành im lặng rời đi tại quán ba bùi tu chiết gặp nguyệt nguyệt hôm nay vốn dĩ anh đã hẹn gặp nguyên tư nhã không ngờ người đến lại là nguyệt nguyệt bùi tu chiết đau lòng nhận ra rằng nguyên tư nhã thật sự đã có người khác hơn nữa cô ấy chưa từng có chút tình cảm nam nữ nào với anh anh quyết định buông tay buổi tối, Ôn Cẩn Thần trở về nhà, Nguyên Nguyệt Nguyệt đến nhà Long Tiếu Dung tá túc, cả hai đều trằn trọc không ngủ được, hồi tưởng lại những chuyện đã qua, trong lòng rối bời. Tại quán bar, Ôn Lương Dạ uống rượu cùng Bùi Tu Chiết, Ôn Lương Dạ nói với Bùi Tu Chiết rằng anh ta sắp rời đi, chuẩn bị trở về Singapore, sau này sẽ không quay lại nữa, anh ta khuyên Bùi Tu Chiết sớm tìm một người bạn gái, sau đó an phận thủ thường mà sống. Sáng hôm sau, Ôn Lương Dạ thức dậy tại nhà Bùi Tu Chiết, hai người cùng nhau ăn sáng, nói đến chuyện Bùi Tu Chiết từng làm bữa sáng cho Nguyên Tư Nhã nhưng cô ấy chưa từng nhận Ôn Nương Dạ thở dài nhẹ nhõm, hai người vốn là tình địch của nhau, giờ đây đã nói rõ mọi chuyện, hóa giải hiểu lầm. Ôn Nương Dạ còn dự định đầu tư vào công ty của Bùi Tu Chiết, giúp anh ta mở chuỗi cửa hàng trên toàn quốc. Nguyệt Nguyệt và Ôn Cẩn Thần chia tay, dù Nguyệt Nguyệt có cố gắng níu kéo như thế nào, ngày nào cũng mang cơm hộp đến cho anh nhưng Ôn Cẩn Thần vẫn lạnh lùng, không thèm để ý đến cô. Nguyệt Nguyệt biết được từ bố mình rằng, hóa ra ông đã ký một bản hợp đồng bá đạo với Ôn gia, nếu Nguyệt Nguyệt hủy hôn thì toàn bộ tài sản của Nguyên gia sẽ thuộc về tập đoàn Ôn thị. Văn Quân và Long Tiếu Dung nghĩ cách giúp Nguyệt Nguyệt níu kéo Ôn Cẩn Thần, hai người giả vờ thân mật, muốn chọc tức Ôn Cẩn Thần, thế nhưng Ôn Cẩn Thần hoàn toàn không quan tâm. Nguyệt Nguyệt quyết định tự mình mở nhà hàng, thay vì dựa dẫm vào người khác, chi bằng tự mình nỗ lực gây dựng sự nghiệp. Nguyệt Nguyệt tiếp tục kiên trì mỗi ngày đều mang cơm hộp đến cho Ôn Cẩn Thần, nhưng Ôn Cẩn Thần chưa từng xuống lầu gặp cô. Hôm đó, khi anh hối hận, muốn xuống lầu gặp Nguyệt Nguyệt thì cô đã rời đi rồi. Mấy ngày sau đó, mỗi khi đến giờ ăn cơm, anh đều xuống lầu, nhưng Nguyệt Nguyệt không còn xuất hiện nữa. Bất lực, ôn cẩn thần chỉ có thể dò hỏi tin tức từ long tiếu dung trước đây ôn cẩn thần luôn giấu giếm ông nội chuyện ôn lương dạ đánh lén ôn thị ôn lão gia nghe người khác nói về chuyện này nên đã đến tìm ôn cẩn thần để hỏi cho ra nhé ôn lão gia nghiêm khắc trách mắng ôn lương dạ vì chuyện anh ta ra tay với công ty của mình nhưng ôn cẩn thần lại cho rằng ông nội chưa bao giờ coi anh trai là người nhà nếu không thì anh ta đã không bị dồn ép đến mức phải tìm mọi cách để chứng minh bản thân dùng thủ đoạn hèn hạ để bảo vệ người mình yêu nghe vậy ôn lão gia vô cùng tức giận nói rằng ôn cẩn thần quá ngây thơ dễ bị người khác lừa gạt gần đây văn quân và long tiếu dung có quan hệ khá mờ ám ôn cẩn thần sai văn quân dò hỏi tin tức của nguyệt nguyệt từ long tiếu dung văn quân vô cùng vui vẻ nhận lời còn long tiếu dung khi đối diện với văn quân cô không thể kiểm soát được bản thân đã kể hết mọi chuyện của nguyệt nguyệt cho anh ta nghe thậm chí còn nói ra cả địa chỉ nhà hàng mà nguyệt nguyệt muốn mở nguyệt nguyệt tìm được một địa điểm kinh doanh phù hợp nhưng khi biết được giá thuê một tháng là 8 vạn tệ cô đành phải từ bỏ cảnh tượng này đã bị ôn cẩn thần bí mật theo dõi nhìn thấy văn quân khuyên anh nên nói chuyện rõ ràng với nguyên tư nhã ôn cẩn thần từ chối nói rằng chuyện này liên quan đến rất nhiều lợi ích, không chỉ là chuyện của riêng anh và Nguyệt Nguyệt. Sau đó anh đã rút lại tấm thẻ ngân hàng định đưa cho Nguyệt Nguyệt, anh nghĩ rằng có lẽ không làm phiền đến cô ấy là tốt nhất. Văn Quân hẹn gặp Nguyệt Nguyệt, đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng 100 vạn tệ, nói rằng anh là con nhà giàu, số tiền trong thẻ là do anh đầu tư vào nhà hàng của cô. Thế nhưng, Nguyệt Nguyệt cho rằng đây là tiền của ông Cẩn Thần nên đã kiên quyết từ chối. Văn Quân thầm nghĩ tại sao trong mắt người khác, anh lại không giống con nhà giàu, rõ ràng số tiền này là của anh. Mẹ Nguyệt Nguyệt biết được tình hình gần đây của cô, Bà gọi điện thoại nói rằng dù con gái có quyết định như thế nào thì bà cũng ủng hộ, đồng thời đưa hết số tiền mình tiết kiệm được cho Nguyệt Nguyệt mở nhà hàng, cuối cùng Nguyệt Nguyệt cũng có vốn. Nói là làm, Nguyệt Nguyệt đã thuê được mặt bằng, nhà hàng đang trong giai đoạn trang trí, mặc dù mỗi ngày đều rất bận rộn nhưng cô cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Ôn Cẩn Thần nói với ông nội rằng anh định đi công tác nước ngoài, đến chi nhánh của công ty ở Singapore một thời gian, đồng thời cũng là để thay đổi không khí. Ôn lão gia biết anh buồn phiền vì chuyện của hai cô con gái nhà họ Nguyên và Ôn Lương Dạ nên đã đồng ý ông hy vọng cháu trai có thể sớm điều chỉnh tâm trạng sau khi về nước sẽ bắt đầu lại từ đầu tối hôm đó ôn cẩn thần bí mật đến cửa hàng mà nguyệt nguyệt đã thuê nhìn thấy cô vất vả tự mình trang trí cửa hàng anh vô cùng xót xa nguyệt nguyệt bị ngã từ trên thang xuống đúng lúc nhìn thấy anh ôn cẩn thần vội vàng bỏ chạy nguyệt nguyệt cho rằng vì ôn cẩn thần vừa nhìn thấy cô đã bỏ chạy điều đó chứng tỏ trong lòng anh vẫn chưa quên được cô diệp chỉ du cũng đặt vé máy bay đến singapore dự định bắt đầu cuộc sống mới với ôn cẩn thần tuy nhiên ôn cẩn thần lại không quan tâm anh thẳng thừng nói rằng hiện tại anh đã biết người đưa bức ảnh nguyên tư nhã giả thân mật với ôn lương dạ cho ông nội chính là cô ta đồng thời hy vọng diệp chỉ du đừng phí công vô ích nữa diệp chỉ du không cam lòng ngày ôn cẩn thần đến singapore cũng là ngày khai trương nhà hàng của nguyệt 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 đã nhắn tin trước cho ôn cẩn thần hy vọng anh có thể đến tham dự ngày khai trương nhà hàng vắng tanh không hề thấy bóng dáng của ôn cẩn thần nguyệt nguyệt quyết định sẽ tiếp tục đợi vì nhà hàng này là mở cho anh nếu anh không đến cô sẽ rời ngày khai trương cho đến khi nào anh đến thì thôi trên đường đến sân bay Văn Quân cũng cố gắng thông báo cho Ôn Cẩn Thần về việc Nguyệt Nguyệt khai trương nhà hàng. Nguyệt Nguyệt biết được chuyện Ôn Cẩn Thần đã ra nước ngoài từ Long Tiếu Dung, cuối cùng cô cũng từ bỏ ý định chờ đợi anh. Long Tiếu Dung và Bùi Tu Chiết, hai vị khách duy nhất ở lại cùng cô. Cuối cùng, Nguyệt Nguyệt không kìm được nước mắt, đúng lúc mọi người đang mắng chửi Ôn Cẩn Thần thì nhân vật chính đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy tên nhà hàng trong buổi lễ khai trương, nhớ lại cảnh tượng Nguyệt Nguyệt kể cho mình nghe về ước mơ mở nhà hàng, Ôn Cẩn Thần vô cùng cảm động. Nguyệt Nguyệt nhân cơ hội này tỏ tình với anh, hai người hôn nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Văn Quân vô cùng xúc động, anh đã thổ lộ với Long Tiếu Dung, Long Tiếu Dung đồng ý. Ô Lương Dạ lại hẹn gặp Bùi Tu Chiết ở quán bar, lần này là để bàn bạc về chuyện đầu tư nhà hàng. Bùi Tu Chiết không ngờ rằng những gì Ôn Cẩn Thần nói lần trước là thật, anh nghĩ người này thật tốt với mình. Ô Lương Dạ nói rằng trong cuộc sống và công việc, anh ta không có nhiều bạn bè thật sự, Bùi Tu Chiết là một trong số đó. Anh ta khuyên Bùi Tu Chiết sau này đừng uống rượu nữa, đừng vì một người phụ nữ mà từ bỏ cả khu rừng, nhất định sẽ có một người tốt hơn đang chờ đợi anh. Bùi Tu Chiết đồng ý. Ôn Lương Dạ gọi điện cho Diệp Chỉ Du, Nói cho cô ta biết em trai anh ta đã làm hòa với Nguyên Nguyệt Nguyệt, hy vọng cô ta đừng đến quấy rầy họ nữa, nếu không, anh ta sẽ không tha cho cô ta. Ôn Cẩn Thần đưa Nguyệt Nguyệt về nhà, Nguyệt Nguyệt không muốn tình cảm của hai người được xây dựng trên lợi ích kinh doanh nên đã đề nghị hủy hôn trước. Ôn Cẩn Thần đồng ý, hôm sau, Ôn Cẩn Thần đưa Nguyệt Nguyệt đến nhà ông nội để ký thỏa thuận hủy hôn. Ôn lão gia tưởng rằng cuối cùng cháu trai mình cũng chịu bỏ người phụ nữ này, thế nhưng Nguyên lão gia, người nhất định phải có mặt trong buổi lễ hủy hôn, lại mất tích. Dù thế nào, ông ta cũng không chịu xuất hiện. Cuối cùng ôn lão ra cho nguyệt nguyệt một tháng yêu cầu cô phải tìm được bố mình để hủy hôn nếu không ông ta sẽ khởi kiện đưa nguyên ra gia ra tòa nguyệt nguyệt kể cho mẹ nghe chuyện bố cô mất tích mẹ nguyệt nguyệt và nguyên lão gia đã chơi trò mèo vừa đuổi chuột mấy chục năm nay rồi nhất định bà có thể tìm được ông ta nguyệt nguyệt và ôn cẩn thần đang ngọt ngào dùng bữa tại nhà hàng thì long tiếu dung và văn quân cũng vừa hẹn hò xong tại nhà văn quân đã mời người đến làm bánh gạo cho long tiếu dung ăn sau đó còn biểu diễn biến mặt long tiếu dung cạn lời cho rằng đây là buổi hẹn hò kỳ quái nhất trong cuộc đời cô để tăng doanh thu cho nhà hàng ôn cẩn thần đã đến một công ty thuê văn phòng của ôn thị đề nghị công ty này đặt cơm chưa dài hạn tại nhà hàng minh nguyệt đổi lại anh sẽ miễn phí quản lý 6 tháng cho họ tuy nhiên họ không tin những gì anh nói cho rằng anh đang lừa đảo ôn cẩn thần bị đuổi ra ngoài bất lực anh đành phải hóa thân thành ma cót phát tờ rơi trên đường cuối cùng nhờ sự nỗ lực của anh lượng đơn đặt hàng của nhà hàng bắt đầu tăng lên tối hôm đó tại bữa tiệc cảm ơn của nhà hàng nguyệt nguyệt và long tiếu dung đều say xỉn hai người lần lượt được ôn cẩn thần và văn quân đưa về nhà Nguyệt Nguyệt say rượu được Ôn Cẩn Thần đưa về nhà, hai người đang định hôn nhau thì Nguyệt Nguyệt suýt chút nữa đã nôn lên mặt Ôn Cẩn Thần. Bên kia, Văn Quân đưa Long Tiếu Dung về nhà, Tiếu Dung cũng đòi hôn, Văn Quân bất lực đành phải đưa cô đi lấy giấy tay, uống trà tâm sự. Nhà hàng nhận được rất nhiều đánh giá tiêu cực, Ôn Cẩn Thần đặt cơm cho nhân viên công ty mình, yêu cầu mọi người sau khi ăn xong phải đánh giá tích cực, đồng thời tăng thêm tiền ăn cho nhân viên, việc kinh doanh của Minh Nguyệt bắt đầu khởi sắc. Nguyệt Nguyệt biết chuyện, cho rằng cách vặt lông cừu này không thể kéo dài được. Ôn Cẩn Thần nghĩ ra cách ký hợp đồng với chợ nông sản gần nhà hàng, thu mua nguyên liệu với giá rẻ để giảm giá đồ ăn mang đi, thu hút thêm khách hàng. Sinh nhật của hai chị em Nguyên Tư Nhã và Nguyên Nguyệt Nguyệt sắp đến, Ôn cẩn thận đặt bánh kem cho Nguyệt Nguyệt, đồng thời mua lại cửa hàng để tặng cô. Bên kia, Ôn Lương Dạ cũng đang tổ chức sinh nhật cho Nguyên Tư Nhã. Nguyên Tư Nhã nói rằng dù đây là lần cuối cùng cô tổ chức sinh nhật ở thành phố Văn Đạt thì cũng không sao, miễn là được ở bên cạnh anh ta là đủ. Cô đã nhắm trúng một số dự án ở thành phố mà hai người sắp chuyển đến, đến lúc đó, cô sẽ tập trung phát triển sự nghiệp, kiếm tiền, sau đó mua nhà. Ôn Lương Dạ đồng ý, sau khi hoàn thành tất cả các dự án ở thành phố văn đạt hai người sẽ rời đi ngay lập tức vào ngày sinh nhật nguyệt nguyệt cùng ôn cẩn thần tận hưởng thế giới của hai người tại nhà hàng của mình tuy nhiên cô sợ rằng sau khi say cô sẽ không kiềm chế được bản thân khi đối diện với ôn cẩn thần nên đã nghĩ cách trúc say anh trước cô đoán ôn cẩn thần không biết chơi oản tù tì kiểu ong mật nên đã đề nghị oản tù tì ai thua sẽ uống rượu không ngờ ôn cẩn thần lại thắng liên tiếp ngược lại chính cô lại say trước bùi tu chết lại đến quán ba uống rượu giải sầu ôn lương dạ đến quán ba đón anh Bùi Tu Chiết nhớ lại cảnh tượng tổ chức sinh nhật cho Nguyên Tư Nhã cách đây vài năm, anh vô cùng đau lòng. Mặc dù anh đã nói rằng muốn buông tay, nhưng mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, anh vẫn không thể nào quên được. Anh hy vọng Ôn Lương Dạ có thể cho mình một câu trả lời dứt khoát. Nhìn thấy Bùi Tu Chiết xa đọa như vậy, Ôn Lương Dạ nghiêm khắc trách mắng anh không nên vì một người không yêu mình mà trở nên như thế này. Hình ảnh hai người gặp mặt đã bị người của Diệp Chỉ Du chụp lại. Diệp Chỉ Du sau khi xem ảnh, cho rằng có thể mượn tay Bùi Tu Chiết để thực hiện kế hoạch của mình. Vào đêm sinh nhật, Nguyệt Nguyệt say rượu, được Ôn Cẩn Thần đưa về nhà nguyệt nguyệt say xỉn đã không kiềm chế được bản thân hai người đã qua đêm với nhau kết quả là ngay đêm đó cô mơ thấy chị gái đột nhiên xuất hiện trong đám cưới của cô và ôn cẩn thần vạch trần mọi chuyện nghĩ đến việc mình đã xảy ra quan hệ với anh rể nguyệt nguyệt không biết phải đối mặt với ôn cẩn thần như thế nào nhân lúc anh chưa dậy cô đã vội vàng đi làm mà không kịp ăn sáng ôn cẩn thần tỉnh dậy không thấy nguyệt nguyệt đâu anh đến nhà hàng tìm cô nhưng cô không có ở đó gọi điện cũng không nghe máy bên kia nguyệt nguyệt đang ăn bánh ngọt cùng long tiếu dung ở quán cà phê Long Tiếu Dung tưởng hai người cãi nhau nên muốn giúp họ phân tích, giải quyết vấn đề. Nguyệt Nguyệt nói rằng hiện tại, cứ nhìn thấy Ôn Cẩn Thần là cô lại nghĩ đến chuyện giường chiếu, khiến Long Tiếu Dung sặc nước. Tối hôm đó, khi trở về nhà, Nguyệt Nguyệt dè dặt hỏi Ôn Cẩn Thần, nếu cô không giống như những gì anh nhìn thấy, liệu anh có còn đối xử tốt với cô như vậy không? Ôn Cẩn Thần nói rằng dù cô có thay đổi như thế nào thì anh vẫn sẽ yêu cô, hai người làm hòa. Nguyệt Nguyệt bị nôn nao, cô nghĩ rằng mình đã mang thai nên đến hiệu thuốc mua que thử thai, đúng lúc bị Ôn Cẩn Thần nhìn thấy. Nguyệt Nguyệt tâm sự với Long Tiếu Dung, kể cho cô ấy nghe về chuyện của mình bằng cách bạn tôi, muốn xin lời khuyên nên xử lý như thế nào. Long Tiếu Dung rất nhiệt tình giúp cô phân tích. Nguyệt Nguyệt về nhà, dùng que thử thai, kết quả là cô thực sự đã mang thai, Ôn Cẩn Thần biết chuyện, vô cùng vui mừng. Anh nói nếu là con trai, anh sẽ dạy con chơi bóng rổ, còn nếu là con gái, anh sẽ cho con học nấu ăn cùng Nguyệt Nguyệt. Nhìn thấy anh rất yêu quý con, Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất hạnh phúc. Ôn Cẩn Thần định đưa Nguyệt Nguyệt đến gặp ông nội, bây giờ cô đã mang thai ông nội không thể không thừa nhận mối quan hệ của hai người đang chuẩn bị ra ngoài thì mẹ nguyệt nguyệt đưa nguyên lão ra đến biết tin nguyệt nguyệt mang thai nguyên lão ra rất vui mừng ông đắc ý cho rằng gạo đã nấu thành cơm dù thế nào thì lần này ôn ra cũng không thể hủy hôn được nữa ôn cẩn thận lái xe đến nhà ông nội anh đi rất chậm sợ lái xe nhanh sẽ ảnh hưởng đến nguyệt nguyệt và đứa bé trong bụng ôn lão ra biết chuyện nguyệt nguyệt mang thai ông vô cùng tức giận nói rằng mọi chuyện của ôn ra đều do ông quyết định ôn cẩn thận không hiểu nói rằng ông nội vẫn luôn muốn có chất bây giờ đã có rồi tại sao còn muốn chia rẽ hai người ôn lão gia suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nguôi giận ông đồng ý cho nguyên tư nhã giả làm cháu dâu ôn gia đồng thời sai người giúp việc đăng ký các khóa học dành cho bà bầu chuẩn bị tài xế riêng cho nguyệt nguyệt ở một nơi khác nguyên tư nhã cũng mang thai sau khi suy nghĩ kỹ cô quyết định sẽ thông báo tin vui này cho ôn lương dạ sau khi chuyển đến thành phố vĩnh an khi mọi chuyện đã ổn định hôm đó đang ăn cơm thì nguyệt nguyệt đột nhiên đau bụng cô ấy bị đèn đỏ nguyệt nguyệt nhận ra que thử thai đã sai ôn cẩn thận suy nghĩ rất lâu quyết định nhân lúc ông nội chưa phát hiện ra thì nhanh chóng đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, Nguyệt Nguyệt vẫn chưa nói rõ thân phận thật của mình, nếu đăng ký kết hôn thì chỉ có thể dùng tên Nguyên Tư Nhã, cô không đồng ý, bất lực. Cô đành phải nói thật với anh rằng cô là em gái song sinh của Nguyên Tư Nhã, chị gái cô đã bỏ trốn trước ngày cưới, cô bất đắc dĩ bị ép thay thế. Nguyệt Nguyệt còn nói rằng lý do trước đây cô không nói thật là vì sợ liên lụy đến gia đình, nhưng bây giờ dù thế nào thì cô cũng không thể mạo danh chị gái để kết hôn với anh được nữa. Sau khi biết sự thật, Ôn Cẩn Thần sững sờ một lúc, nhưng anh không quan tâm, bởi vì người anh yêu chính là nguyên nguyệt nguyệt trước mắt nguyệt nguyệt kể cho ôn cẩn thần nghe về chuyện của chị gái mình và ôn lương dạ ôn cẩn thần tìm đến ôn lương dạ ôn lương dạ cho rằng ông nội chưa bao giờ che giấu sự ghét bỏ của mình đối với anh ta dù cho nhiều năm qua anh ta thực lòng muốn giúp đỡ em trai quản lý tập đoàn ôn thị nhưng vẫn không được ông nội công nhận ôn cẩn thần không muốn anh trai cứ phải trốn tránh cùng người mình yêu ôn lương dạ nói rằng anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để chứng minh bản thân ôn lão ra đến nhà ôn cẩn thần ở đồng thời đưa theo một bác sĩ đến khám cho nguyệt nguyệt Ôn Cẩn Thần nhét phong bì đỏ cho bác sĩ, mong bác sĩ giúp anh che giấu chuyện Nguyệt Nguyệt không mang thai. Không ngờ, bác sĩ lại không hề ngạc nhiên, thản nhiên nói rằng đương nhiên ông ấy sẽ nói Nguyệt Nguyệt mang thai. Ôn lão gia yêu cầu Ôn Cẩn Thần tổ chức một buổi lễ cầu hôn chính thức, long trọng cho nguyên tư nhã giả. Khi chọn nhẫn cưới, ông còn hào phóng chọn cho cháu dâu một chiếc nhẫn rất đắt tiền. Văn Quân nhân tiện chọn một hộp nhạc cho Long Tiếu Dung. Khi tặng quà, Tiếu Dung rất nhiệt tình mời Văn Quân đến nhà uống cà phê. Ôn lão gia nói rằng sau khi tư nhã giả sinh con, ông sẽ cho cô một phần cổ phần của công ty ôn cẩn thần định nói hết sự thật cho ông nội nghe nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của ông nội anh lại không nữa diệp chỉ du nói cho bùi tu chết biết về mối quan hệ thực sự giữa nguyên tư nhã và ôn lương dạ cô ta muốn mượn tay anh ta để chia rẽ ôn cẩn thần và nguyên nguyệt nguyệt sau khi biết sự thật bùi tu chết đã hẹn gặp ôn lương dạ ở quán bar anh đấm ôn lương dạ một cú trời giáng sau khi bị đánh ôn lương dạ nói rằng ban đầu anh ta tiếp cận bùi tu chết đúng là có mục đích nhưng sau khi tiếp xúc anh ta phát hiện bùi tu chết là một người rất tốt là một người bạn tốt lý do anh ta không nói thật là vì không muốn làm tổn thương bùi tu chiết anh ta nói rằng anh ta đã mất quá nhiều thứ rồi chỉ riêng nguyên tư nhã anh ta sẽ không nhường ai nguyên tư nhã chủ động liên lạc với bùi tu chiết nói cho anh ta biết cô rất yêu ôn lương dạ vì anh ta cô có thể từ bỏ tất cả đồng thời cũng nhận ra rằng mình đã có lỗi với bùi tu chiết lần này cô đến để xin lỗi anh ta bùi tu chiết từ chối ôn cẩn thận chuẩn bị địa điểm cầu hôn văn quân tâm sự với anh nói rằng anh ta và bạn trai cũ của long tiếu dung trông rất giống nhau anh ta nghi ngờ Tứ dung thích anh ta là vì chuyện này buổi lễ cầu hôn sắp bắt đầu nguyệt nguyệt vừa đến cửa khách sạn đã nhận được thư của chị gái nguyên tư nhã yêu cầu nguyệt nguyệt lập tức về quê không được nói cho ai biết nguyệt nguyệt bất lực sau khi suy nghĩ một lúc cô đành phải về nhà văn quân và những người khác đợi ở dưới lầu rất lâu cuối cùng cũng đợi được nguyệt nguyệt nhưng ôn cẩn thần vừa nhìn đã nhận ra người trước mắt là nguyên tư nhã chứ không phải nguyệt nguyệt người anh yêu nguyên tư nhã nói rằng có thể bùi tu chiết đã nói hết sự thật cho ôn lão gia cô chưa kịp nói hết câu thì ôn lão gia đã dẫn theo luật sư tiền lai đến hỏi tội Ôn lão gia phát hiện ra phong bì đỏ mà Ôn Cẩn Thần đã nhét cho bác sĩ riêng, mặc dù bác sĩ liên tục khẳng định Nguyên Nguyệt Nguyệt thực sự mang thai, nhưng cho dù là Ôn Cẩn Thần hay Ôn lão gia đều không tin. Ôn lão gia nhận nhầm Nguyên Tư Nhã là Nguyệt Nguyệt, đồng thời uy hiếp cô, buộc cô phải lựa chọn, hoặc là rời khỏi Ôn Cẩn Thần, hoặc là ra tòa. Nguyên Tư Nhã tự biết mình đã nợ em gái quá nhiều nên đã chọn thay Nguyệt Nguyệt rời đi, cô bị người của Ôn lão gia đưa đi. Hai anh em Ôn gia đến quán ba tìm Bùi Tu chết để hỏi tội. Bùi Tu không những không nhận ra lỗi của mình mà còn đổ hết trách nhiệm cho Ôn Lương Dạ. Ôn Cẩn Thần ngồi xuống, nói lý lẽ với anh ta bùi tu chết nhận ra mình đã hành động vì ghen tuông chuyện này đúng là anh ta đã sai tuy nhiên ôn lương dạ người đã mất đi người mình yêu không muốn nghe lời xin lỗi của anh ta diệp chỉ du giả vờ ngoan ngoãn đến tìm ôn lão ra để bàn bạc chuyện hợp tác ôn cẩn thận trở về quê tìm nguyệt nguyệt nhưng anh không nói cho cô biết về chuyện của nguyên tư nhã nguyệt nguyệt rất vui vẻ đưa anh đến khu vui chơi cùng những người bạn cũ chơi game thỏa thích nguyệt nguyệt đưa ôn cẩn thận đến hành lang ước nguyện ở trường cũ của cô ôn cẩn Thần tìm thấy tấm thẻ ước nguyện mà nguyệt, nguyệt đã viết cách đây vài năm ước rằng sẽ được gả cho Bùi Tu Chiết. Anh giả vờ tức giận, yêu cầu cô viết lại một tấm thẻ ước nguyện với anh. Hai người ngọt ngào thổ lộ tình cảm với nhau. Ôn Cẩn Thần nói rằng anh rất thích sự thẳng thắn, chân thành của Nguyệt Nguyệt, hy vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra, hai người cũng có thể cùng nhau đối mặt. Nguyệt Nguyệt vui vẻ nhận lời cầu hôn của anh. Hai người dự định về nhà nói hết mọi chuyện cho ông nội để được đường hoàng ở bên nhau. Ôn Cẩn Thần một mình đến nhà ông nội, Diệp Chỉ Du cũng có mặt ở đó. Ôn lão ra lấy lý do cách tốt nhất để chữa lành vết thương lòng là nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ mới, yêu cầu ôn cẩn thần ở bên diệp chỉ du ôn cẩn thần nói rằng năm xưa người yêu cầu hai người chia tay là ông bây giờ người yêu cầu hai người quay lại cũng là ông tại sao ông lại có thể quyết định chuyện tình cảm của anh diệp chỉ du nói chuyện riêng với ôn cẩn thần nói rằng hiện tại cô ta đã mua lại toàn bộ cổ phần của ôn lương dạ ở tập đoàn thiên nhất bây giờ là cổ đông lớn nhất của thiên nhất cần sự hỗ trợ của tập đoàn ôn thị chỉ cần ôn cẩn thần đồng ý tham gia các hoạt động thương mại cùng cô ta thì cô ta sẽ chủ động đến gặp ôn lão gia dạ. nói với ông ta rằng cô ta không còn chút tình cảm nào với ôn cẩn thần nữa ôn cẩn thần đồng ý Ôn Lương Dạ cho người điều tra tung tích của Nguyên Tư Nhã, phát hiện ra rằng trước khi bị đưa ra nước ngoài, cô đã đến bệnh viện để kiểm tra thai. Ôn Lương Dạ vô cùng đau lòng, bây giờ anh ta thậm chí còn không thể bảo vệ được người yêu và con của mình. Tại quán bar, Ôn Lương Dạ kể cho Bùi Tu Chiết nghe về quá trình quen biết, yêu nhau của anh ta và Nguyên Tư Nhã. Hai người quen biết nhau trong một lần hợp tác đầu tư, sau đó nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác. Bùi Tu Chiết đồng ý giúp Ôn Lương Dạ tìm Nguyên Tư Nhã. Hai người bàn bạc, Ôn lão gia coi trọng nhất là tập đoàn Ôn Thị, nếu ra tay từ đây, có lẽ có thể ép Nguyên Tư Nhã lộ diện ôn cẩn thần tháp tùng diệp chỉ du tham gia bữa tiệc tối hôm đó khi lái xe rời đi anh đã bị nhà báo do diệp chỉ du phái đến chụp ảnh hai người lên xe hôm sau các phương tiện truyền thông lớn đã đào mộ mối quan hệ tình cũ của hai người và bắt đầu thổi phồng sự việc ôn cẩn thần sau khi xem tin tức điều đầu tiên anh nghĩ đến là sợ nguyệt nguyệt ghen tuông liền vội vàng đến minh nguyệt để giải thích không ngờ nguyệt nguyệt không những không ghen mà còn thấy những bài báo thổi phồng của giới truyền thông rất buồn cười ôn cẩn thần nhận được điện thoại có người đang cố tình bôi nhọ làm giảm giá cổ phiếu của ôn thị Dụ dỗ các nhà đầu tư rút vốn và đầu tư vào tập đoàn Thiên Nhất, Ôn Cẩn Thần vội vàng tìm Diệp Chỉ Du để hỏi cho ra nhé. Diệp Chỉ Du phủ nhận. Ôn lão gia cũng đến tìm Ôn Cẩn Thần để chất vấn, nói rằng mọi chuyện của Ôn gia đều do ông quyết định, hiện tại, giá cổ phiếu của tập đoàn Ôn thị giảm mạnh là do lỗi của nguyên gia, nhất định phải kiện cho nhà họ phá sản. Ôn Cẩn Thần trách mắng ông nội vì đã ép bố và anh trai phải rời đi, bây giờ anh cũng không muốn ở lại nữa. Ôn lão gia sa thải Ôn Cẩn Thần, đuổi anh ra khỏi nhà. Nguyệt Nguyệt đi khám sức khỏe, phát hiện ra mình thực sự mang thai ôn cẩn thần định nói cho ông nội biết chuyện này nhưng lúc này ông nội đã bị bệnh nặng không thể tiếp nhận thông tin ôn lương dạ đến bệnh viện chăm sóc ông nội anh ta nhớ lại cảnh tượng đối đầu với ông nội sau khi ôn cẩn thần rời đi anh ta hối hận vì những lời nói quá khích của mình lúc đó nhưng không nói cho ôn cẩn thần biết chuyện ông nội bị ốm thẻ ngân hàng của ôn cẩn thần bị đóng băng anh bất đắc dĩ phải đưa nguyệt nguyệt đến nhà bùi tu chết ở nhờ ôn cẩn thần và bùi tu chết vì những chuyện đã qua mà nhìn nhau không vừa mắt không ai muốn nói chuyện với ai căn phòng ngủ duy nhất được nhường cho nguyệt nguyệt còn ôn cẩn thần và bùi tu chiết chỉ có thể trải chiếu ngủ ở phòng khách sáng hôm sau khi nguyệt nguyệt tỉnh dậy cô nhìn thấy ôn cẩn thần và bùi tu chiết đang ôm nhau ngủ ở phòng khách cảnh tượng vô cùng hài hước thẻ ngân hàng của ôn cẩn thần bị đóng băng anh đành phải tạm thời vay tiền của bùi tu chiết hôm đó hai người cùng nhau đến trung tâm thương mại mua đồ dùng cho bà bầu hai người đàn ông to xác không biết gì về đồ dùng cho bà bầu lại vụng về hết tranh cãi lại đến cãi vã bị nhân viên siêu thị hiểu lầm là một cặp đôi đồng tính cảnh tượng vô cùng ngại ngùng dưới sự quản lý tài tình của long tiếu dung minh nguyệt liên tục thua lỗ đang bàn bạc cách giải quyết thì văn quân đến nói rằng anh ta thực sự là con nhà giàu sau đó anh ta đầu tư 5 triệu tệ vào minh nguyệt văn quân còn rất nỗ lực lấy lòng long tiếu dung tiếu dung nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh ta thực ra rất thích nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không vui văn quân trở về ôn thị biết được chuyện ôn lão gia bị ốm phải nhập viện ôn lương dạ đường hoàng ngồi vào vị trí chủ tịch anh ta hối hận nói rằng ông nội bị bệnh là do tức giận bây giờ ôn cẩn thần đã có cuộc sống như ý muốn với nguyệt nguyệt rồi anh ta yêu cầu văn quân đừng nói cho ôn cẩn thần biết chuyện này bên kia Nguyệt Nguyệt và Ôn Cẩn Thần vui vẻ trở về nhà Bùi Tu Chiết, thưởng thức bữa tối thịnh soạn mà Bùi Tu Chiết đã chuẩn bị sẵn. Ôn Lương Dạ đến bệnh viện thăm ông nội, đối diện với ông cụ đang nằm trên giường bệnh, anh ta tự nói với bản thân rằng nếu như ngay từ đầu, anh ta đưa Nguyên Tư Nhã đến một nơi hẻo lánh, không làm gì để chống lại tập đoàn Ôn Thị thì liệu có phải mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ như bây giờ không? Qua lời nói của anh ta, có thể thấy anh ta rất hối hận. Dưới sự giúp đỡ của Nguyệt Nguyệt, cuối cùng Ôn Cẩn Thần và Bùi Tu Chiết cũng làm hòa, hai người còn cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, rửa bát. Buổi sáng, ôn cẩn thần dậy sớm làm bữa sáng cho người yêu và anh vợ cả nhà sống rất vui vẻ hòa thuận hôm đó ôn cẩn thần lái xe ba gác chở nguyệt nguyệt đi chợ mua rau với tài ăn nói của mình ôn cẩn thần đã thuyết phục được người bán hàng bán rau với giá rẻ ôn cẩn thần và nguyệt nguyệt rất thích thú với cuộc sống bình dị này trở về nhà hàng nguyệt nguyệt đặc biệt làm món bít tết bò để thưởng cho ôn cẩn thần ôn cẩn thần đề nghị làm phục vụ ở nhà hàng anh nói rằng mình biết nhiều ngoại ngữ diệp chỉ du không biết chuyện đến nhà hàng ăn cơm nhìn thấy ôn cẩn thần đang làm phục vụ cô ta vô cùng bất lực nói rằng công việc ở nhà hàng không phải là cuộc sống của anh. Ôn Cẩn Thần không nói gì, nhưng Nguyệt Nguyệt, Văn Quân và những người khác, những người đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, lại cho rằng Ôn Cẩn Thần từ khi nghỉ việc ở công ty đã có những biểu hiện bất thường. Một ông chủ lớn, địa vị cao sang như anh, bây giờ lại làm phục vụ, chắc chắn là tâm lý không cân bằng. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định phong cho Ôn Cẩn Thần tất cả các chức danh quản lý cấp cao của nhà hàng mong muốn giúp anh lấy lại cảm giác làm ông chủ. Ôn Cẩn Thần vốn dĩ không cảm thấy có gì khác biệt, nhưng nhìn thấy mọi người tranh nhau không cho anh làm việc, anh lại cảm thấy khó chịu. Sau một ngày làm việc vất vả, Tiêu Dung đề nghị đến quán karaoke okay để hát hò, giải tỏa căng thẳng. Ôn Cẩn Thần cho rằng đây là cơ hội tốt để giao lưu với mọi người nên đã cùng mọi người đến quán karaoke. Okay. Long Tiểu Dung say rượu, được Văn Quân đưa về nhà, hai người đã qua đêm với nhau. Trở về nhà Bùi Tu Chiết, đối diện với sự quan tâm của Nguyệt Nguyệt, Ôn Cẩn Thần đã thổ lộ suy nghĩ thật lòng của mình. Anh nói rằng ngay từ nhỏ, anh đã được nuôi dạy để trở thành người thừa kế của tập đoàn, gần như không có ngày nào vui vẻ, ngược lại, mấy ngày nay làm phục vụ ở nhà hàng, anh cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, Văn Quân tỉnh dậy, anh có chút bối rối khi đối diện với Long Tiếu Dung. Anh nói rằng từ nhỏ, bố đã dạy anh phải tôn trọng phụ nữ, không ngờ anh lại xảy ra quan hệ với Tiếu Dung trước khi kết hôn. Anh tự trách bản thân, đồng thời hứa với Tiếu Dung rằng cả đời này anh chỉ yêu cô ấy. Bên kia, Ôn Cẩn Thần nhận được tin ông nội bị bệnh. Ôn lão gia bệnh nặng, phải phẫu thuật, Ôn Lương Dạ đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Đối diện với Ôn Cẩn Thần, người vội vàng chạy đến, anh ta vô cùng hối hận kể cho ôn cẩn thần nghe về chuyện anh ta cãi nhau với ông nội ôn cẩn thần trách mắng anh ta tại sao không nói cho anh biết sớm hơn đồng thời nói rằng giá như bố ở đây thì tốt biết mấy đang nói thì ôn lão ra người đã đi xa nhiều năm đột ngột xuất hiện hóa ra khi ôn cẩn thần kể cho nguyệt nguyệt nghe về câu chuyện của bố mình cô đã đăng tin tìm người trên diễn đàn du lịch ôn lão ra sau khi xem được tin vừa trở về thành phố văn đạt đã nghe tin ông nội nguy kịch nên vội vàng chạy đến bệnh viện ca phẫu thuật của ôn lão ra thành công ông đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên lúc này tập đoàn Ôn Thị lại gặp phải một cuộc khủng hoảng, rất nhiều nhân viên xin nghỉ việc. Nguyệt Nguyệt biết được chuyện chị gái bị đưa đi, cô trách mắng cả nhà họ Ôn đều mắc bệnh hoàng tử. Sau đó tức giận đến bệnh viện chăm sóc Ôn lão gia, hy vọng ông sớm tỉnh lại, cho cô biết địa chỉ nơi chị gái bị đưa đi. Dưới sự chăm sóc tận tình của Nguyệt Nguyệt, Ôn lão gia tỉnh lại, trải qua cơn bạo bệnh, đối diện với con cháu đã trở về, ông buông bỏ sự cố chấp, kiêu ngạo trước đây, không có gì quý giá hơn việc cả nhà đoàn tụ. Sau khi xuất viện, hai gia đình Ôn Nguyên ăn cơm cùng nhau tại nhà hàng. Mặc dù ôn lão gia hôn mê khi bị bệnh, nhưng ông vẫn cảm nhận được sự chăm sóc của Nguyệt Nguyệt dành cho mình. Ông rất cảm động, nói rằng ông đồng ý đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Nguyệt Nguyệt cười nói rằng cô chưa từng nhìn thấy ông nội cười rạng rỡ, hy vọng có thể nhìn thấy một lần. Ôn lão gia bất đắc dĩ đồng ý, cả nhà nhìn thấy Ôn lão gia, người lúc nào cũng nghiêm nghị, cười ha hả, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Ôn lão gia muốn Ôn Lương Dạ về nhà sống, đồng thời giao Ôn thị cho anh ta quản lý. Ông xin lỗi Ôn Lương Dạ, nói rằng người mà ông có lỗi nhất chính là hai mẹ con anh ta, bây giờ ông muốn bù đắp. Ôn Lương Dạ nói rằng nếu mẹ anh ta còn sống, nhất định bà sẽ tha thứ cho ông nội. Hai anh em ôn ra tâm sự, Ôn Lương Dạ nói rằng ngày mai anh ta có một món quà muốn tặng em trai ở công ty. Hôm sau, khi đến công ty, Ôn cẩn thận không thấy anh trai đâu, chỉ nhìn thấy văn phòng trống trải, chỉ còn lại vài nhân viên. Hỏi thăm mới biết tập đoàn Thiên Nhất đã dùng mức lương cao để lôi kéo nhân viên của Ôn Thị. Nhìn thấy một sấp đơn xin nghỉ việc cần ký tên, Ôn cẩn thận cảm thán lòng người khó đoán. Đối diện với việc nhân viên của công ty lần lượt xin nghỉ việc, Cuối cùng Ô Lương Dạ đã chọn cách công khai hành vi cạnh tranh không lành mạnh của mình và Diệp Chỉ Du trong dự án khu thương mại Thành Quan, sau đó tự thú. Tập đoàn Thiên Nhất bị ảnh hưởng nặng nề, nhân viên của Ôn Thị cũng không xin nghỉ việc nữa. Đây chính là món quà mà anh ta muốn tặng em trai. Nguyên Tư Nhã và Ôn Cẩn Thần lần lượt đến nhà tù thăm Ôn Lương Dạ và Diệp Chỉ Du. Nguyên Tư Nhã nói rằng cả đời này cô sẽ không tha thứ cho những việc mà Ôn Lương Dạ đã làm, vì vậy anh ta phải dùng cả đời để bù đắp cho cô và con của hai người. Đối diện với Diệp Chỉ Du đang thụ án, Ôn Cẩn Thần có chút tự trách, vì tất cả những gì cô ta làm đều là để chứng minh rằng mình ngang hàng với anh. Nếu hai người chưa từng gặp nhau, có lẽ Diệp Chỉ Du đã không đi đến bước đường này. Diệp Chỉ Du nói rằng cuối cùng cô ta cũng đã buông bỏ, cô ta hy vọng Ôn Cẩn Thần và Nguyên Nguyệt Nguyệt sẽ hạnh phúc. Nguyên lão gia và vợ quyết định tái hôn, đối diện với hổ cái, Nguyên lão gia rất vui vẻ, ông bằng lòng chịu trận. Văn Quân cầu hôn Long Tiếu Dung, Tiếu Dung không chút do dự đã đồng ý. Ba năm sau, Ôn Lương Dạ mãn hạn tù, hai anh em Ôn gia lần lượt kết hôn với hai chị em Nguyên gia. Sau màn kịch nhận nhầm người, ôn cẩn thần và ôn lương dạ cùng nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường hai cặp đôi trải qua bao sóng gió cuối cùng cũng đi đến bến bờ hạnh phúc nhìn thấy con cháu hạnh phúc cha mẹ hai bên cũng vô cùng vui mừng cuối cùng bức ảnh gia đình đã đánh dấu khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc viên mãn hơn của gia đình bốn thế hệ này bộ phim đến đây là kết thúc cảm ơn bạn đã xem hết video